Xin chào mọi người. Chúng ta lại gặp nhau trong cái sự kiện của cộng đồng này lần thứ hai. Thì tiếp nối sự thành công của sự kiện lần thứ nhất thì chúng ta tiếp tục làm những cái sự kiện như vậy để chúng ta phát triển cộng đồng tốt hơn, giúp nhau học hỏi nhiều hơn. Trong sự kiện lần này thì chúng ta có bạn Mano đến từ Singapore. Bạn sẽ nói về một chủ đề khá hấp dẫn là Customer Insights kết hợp với Azure Synapse. Let's welcome Mano, everyone. Let's welcome Mano from Singapore. Hello everyone. Good morning. Nice to meet you all today. Thank you for joining us, Mano. Thanks so much, Kua, for the invite. I'm going to learn some Vietnamese words today. It's Great. nice to hear from you all. Yes, sure. Okay, let's start. First, I will talk about business apps overview, and then Mano will speak about customer insights, and then Fa will have an introduce to Pandemic's Field Service. Đầu tiên thì em sẽ cái session của em sẽ nói tiếng Việt, session của em và Fa sẽ nói tiếng Việt, session của bạn Mano sẽ nói tiếng Anh. Thì mọi người cũng cố gắng tương tác để chúng ta có một cái buổi event. Một cái chú ý nữa là chúng ta sẽ có quà khi mà mọi người đặt câu hỏi và tương tác với speaker nha mọi người. Chúng ta bắt đầu của cái session của em nha. Thì hôm nay em sẽ nói về tổng quan Microsoft Business Applications là cái gì, có cái gì. Tại vì mọi người có một số bạn, một số anh chị thì có những cái confused, những cái thắc mắc là không biết là business application là cái gì, Dynamics 365 là cái gì. Mọi người đôi khi nghĩ là nó chỉ là CRM thôi, nó chỉ là F&O thôi, nhưng mà thực tế nó là một cái đó, một cái hệ thống, nó một cái nền tảng nó lớn hơn như vậy. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người nó sẽ có cái gì. Thì đôi nét về bản thân em thì em là một Dynamics developer. Em làm được cũng được 6 năm rồi, 8 năm kinh nghiệm, nhưng mà 6 năm làm CRM rồi. Em hiện tại thì em đang làm ở Storm Technology, chuyên làm về CRM, Bar App Portal, tất cả những thứ liên quan tới CRM. Thì mọi người có thể kết nối với em qua những cái kênh ở bên dưới, LinkedIn, Twitter, Facebook. Facebook là Facebook group của cộng đồng. Rồi chúng ta có một cái YouTube channel của Asian, của cộng đồng Asian. Thì những cái record của những sự kiện thì chúng ta sẽ tập trung lại trên đó. Tất cả những cộng đồng khác cũng tập trung những cái session, những cái chia sẻ của cộng đồng khác ở trên cái kênh này luôn, để tập hợp lại một chỗ. Thì hôm nay đầu tiên em sẽ giới thiệu về cái chuyển đổi số của Microsoft nó như thế nào. Mọi người hay nghe chuyển đổi số rồi công nghệ 4.0, nhưng mà chung chung, nhưng mà chúng ta sẽ đi vào coi coi Microsoft làm chuyển đổi số như thế nào. Sau đó là em sẽ nói về sự hình thành và phát triển của business applications. Nó đi từ đâu, nó tại sao nó thành business application như bây giờ, và những cái lợi ích, những cái giá trị mà nó đem lại. Cuối cùng là chúng ta sẽ nhìn xem là trong business application nó gồm những sản phẩm nào và nó có những cái chức năng gì. Thì chuyển đổi số định nghĩa là nó là việc tổ chức lại doanh nghiệp kết hợp giữa con người, dữ liệu và quy trình để tạo ra giá trị cho khách hàng, sức mạnh của doanh nghiệp và lợi thế cạnh tranh trong thời đại công nghệ. Công nghệ số tạo ra cái cơ hội mới cho doanh nghiệp bằng cách thay đổi sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ. Công nghệ sẽ giúp tổ chức thích ứng khi mà đối mặt với những áp lực cạnh tranh, với những thay đổi trong xã hội. Ví dụ như trong cái thời gian này khi mà dịch bệnh nó hoành hành, mọi việc nó trở nên khó khăn hơn, trở nên trì trệ hơn, thì ở đâu làm chuyển đổi số tốt thì ở đó sẽ được có được lợi thế. Thì cái việc chuyển đổi số nó thường liên quan tới xem xét lại về cái nền tảng kỹ thuật của một tổ chức, rồi cái văn hóa của con người, của nhân viên, và cách tiếp cận chuyển đổi số như thế nào
với trọng tâm là sự tham gia của khách hàng, quy trình kinh doanh cũng như là dữ liệu thông minh. Dữ liệu là phải thông minh, còn dữ liệu bình thường mình không khai thác được cái thông tin từ trong dữ liệu thì cũng không có giá trị. Thì đối với Microsoft, Microsoft cung cấp một cái giải pháp chuyển đổi số hiệu quả dựa trên 4 trụ cột. Hãy nhìn ở trên cái Digital Feedback Loop. 4 trụ cột là đây: Empower Employees, Engage Customers, Optimize Operations và Transform Products. Sau đầu tiên là củng cố sức mạnh cho nhân viên bằng cách ứng dụng công nghệ giúp nhân viên có năng suất cao hơn, đạt nhiều thành tích hơn, bằng cách tạo ra một môi trường làm việc thông minh, linh hoạt nhưng mà phải bảo mật. Thứ hai là thu hút khách hàng nhiều hơn thông qua việc điều chỉnh trải nghiệm của từng khách hàng, hay còn gọi là cá nhân hóa trải nghiệm, bằng cách khai thác dữ liệu lịch sử của khách hàng, những dữ liệu xung quanh khách hàng và rút ra được những thông tin có giá trị. Thứ ba là điều chỉnh tối ưu hoạt động vận hành của doanh nghiệp, cải thiện tính phản, cải thiện cái khả năng phản hồi của doanh nghiệp, cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng, giảm chi phí bằng các quy trình thông minh. Cuối cùng là mình biến đổi sản phẩm, biến đổi chứ không phải thay đổi, cũng không phải chuyển đổi luôn mà là biến đổi, để mình nắm bắt những cái cơ hội mới bằng cái việc khai thác thông tin và chuyển từ cái nhận thức sang cái tầm nhìn xa để mình kịp thời đáp ứng những cái thay đổi. Thì Microsoft sử dụng cái thuật ngữ là Digital Feedback Loop để gọi là cái vòng phản hồi số, để kích hoạt cái khả năng mà chuyển đổi số. Thì những cái mọi người có thể nhìn trên cái hình đó là bốn cái trụ cột đó nó kết nối với nhau và nó kết nối với cái data với AI trí tuệ thông minh để nó có thể đáp ứng được những cái làm giàu dữ liệu, rồi những cái trí tuệ thông minh để rút ra những cái đập tập hợp lại những cái dữ liệu trên những dữ liệu sẵn có, rồi nó lại đưa những cái dữ liệu mới, những thông tin mới ra những cái ứng dụng dựa trên bốn cái trụ cột này. Thì nó sẽ liên tục thay đổi và nó liên tục phát triển thì mới đáp ứng được cái chuyển đổi số. Rồi vậy thì cái chuyển đổi số này nó áp dụng, Microsoft áp dụng cho thực tế các sản phẩm của Microsoft như thế nào, chúng ta sẽ đi cụ thể vào cái business application. Thì trước tiên là một chút xíu thông tin về cái lịch sử của business application. Là nó bắt đầu từ cái CRM và ERP, là hai cái hệ thống trụ cột ban đầu của business applications, mà trước đây gọi là Dynamic, gọi là Dynamic CRM với lại là Dynamic NAV, Navision với lại AX. Thì CRM là hệ thống quản trị quan hệ khách hàng, Customer Relationship Management, giúp tổ chức phân tích dữ liệu khách hàng, chia sẻ dữ liệu khách hàng qua các chức năng, ba cái chức năng chính là marketing, bán hàng, sales và chăm sóc khách hàng, service. Thì dữ liệu khách hàng được chia sẻ qua ba cái mảng chính này và phân tích những dữ liệu đó giúp giữ chân khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng. Rồi bên phía back office là có ERP. ERP là hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, Enterprise Resource Planning, để sử dụng các tính năng, các module để quản lý chức năng kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, bao gồm một tập hợp các chức năng được tích hợp để tự động hóa nhiều quy trình tại khối văn phòng như là mua sắm, rồi quản lý kho bãi, kho vận, rồi quản lý chuỗi cung ứng, lên kế hoạch, lập kế hoạch, assembly, rồi kế toán, rồi đó, các thứ nó xoay quanh doanh nghiệp, khối văn phòng của doanh nghiệp. Thì những hệ thống này sử dụng một cái cơ sở dữ liệu trung tâm và để có thể có được những cái báo cáo, có được những cái nhìn mà thời gian thực về các hoạt động của doanh nghiệp, giúp phân tích dữ liệu giao dịch, các quy trình sắp xếp hợp lý hơn và hiệu quả hơn. Nhưng mà trước đây những cái hệ thống này
là độc lập với nhau, dữ liệu cũng riêng biệt luôn. Mỗi hệ thống có database riêng, có những cái application riêng, những cái system riêng phải cài đặt, phải thiết lập. Cho nên là cái việc cái dữ liệu phân tán rồi mà cái việc triển khai, cái việc deploy cũng phức tạp luôn. Thì doanh nghiệp, những doanh nghiệp, những tổ chức mà sử dụng những hệ thống này cũng khó có cái nhìn tổng quan về về front office và lại back office, nó tương quan với nhau như thế nào. Thì sau này cái CRM và ERP nó là nền tảng của cái business application để lên business cloud. Thì Microsoft gọi là business application Dynamics 365 và Power Platform đó. Là Microsoft chia cái CRM và ERP thành các ứng dụng nhỏ, các mô đun nhỏ, tập hợp thành cái bộ sản phẩm xong rồi đưa lên mây, hay gọi là business application. Cái kiến trúc mô đun mà quan trọng là các ứng dụng này, các mô đun này tích hợp với nhau một cách liền mạch thông minh trên nhiều mảng, nhiều phòng ban luôn. Thì cái chìa khóa mà sự thành công của chuyển đổi số chính là một phòng ban thành công nhưng mà tất cả các phòng ban cũng phải thành công chuyển đổi số luôn thì doanh nghiệp mới thành công trong việc chuyển đổi số được. Thì mọi người có thể nhìn ở đây á, cái này là cái gì quen quen đúng không? Cái này là cái digital feedback loop hồi nãy. Thì tất cả những cái business application đều đều xoay quanh cái feedback loop này, cái digital feedback loop này. Đó là chìa khóa của cái business applications dựa trên sức mạnh của AI và phân tích dữ liệu. Thì những cái ứng dụng này á, nó làm được cái việc tích hợp mình liền mạch là nhờ có chia sẻ dữ liệu chung, chia sẻ data chung, rồi có sự phân tích dữ liệu của AI mà trước đây những cái hệ thống trước đây không làm được, do dữ liệu là rải rác phân tán, rồi những khách hàng thì tương tác trên nhiều kênh khác nhau, càng phân tán hơn nữa. Thì khi mà dữ liệu được tập trung lại một chỗ và được phân tích một cách đúng đắn thì nó sẽ giúp mình có được những cái thông tin hiệu quả hơn, giá trị hơn. Rồi dữ liệu tập trung có thể được mở rộng và được và chúng ta có thể tạo ra được những cái ứng dụng custom một cách dễ dàng thông qua sức mạnh của Power Platform, Azure và các Common Data Service. Rồi vậy thì những cái giá trị của Business Applications nó mang lại cái gì? Có bốn cái điểm chính là hiện đại, thông minh, hợp nhất và thích ứng. Thì những cái này nó xoay quanh cái Digital Feedback Loop đó, nó sẽ đem lại những cái lợi thế là đầu tiên là hiện đại, là các ứng dụng đa kênh thế hệ mới, công nghệ mới, đa nền tảng tương thích, thiết bị di động, rồi kết hợp thêm AI, rồi MR, Mixed Reality, thực tế hỗn hợp các thứ nữa. Rồi thứ hai nó là thông minh, để đạt được những cái hiệu quả kinh doanh cao hơn nhờ những cái dữ liệu thông minh được đúc kết từ AI. Rồi thứ ba là hợp nhất, mọi người làm việc hiệu quả bằng cách vì dữ liệu được hợp nhất ở một chỗ, mọi người đều có thể nhìn overview về những cái dữ liệu cho những góc nhìn khác nhau nhưng mà dữ liệu là giống nhau ở một chỗ. Rồi các quy trình được tinh tinh gọn hơn, được tối ưu hóa hơn, giúp giảm chi phí. Rồi thứ tư là thích ứng, có một cái khả năng thích ứng mạnh mẽ để doanh nghiệp đáp ứng được những cái thay đổi của nội bộ cũng như bên ngoài bằng cách mở rộng các ứng dụng hiện có, là mình có thể custom application, rồi mình có thể custom những cái có sẵn, rồi mình có thể xây dựng những cái giải pháp mới tích hợp với các công nghệ khác, nền tảng khác một cách linh hoạt, có khả năng cấu hình và mở rộng dễ dàng, nhưng mà đặc biệt là phải bảo đảm bảo mật. Rồi vậy thì hiện tại á, là Microsoft Business Applications nó có những cái sản phẩm này, nó không chỉ là nhà sales rồi marketing rồi những cái service nhưng mà mọi người nghĩ trước đây, nó là một cái tập hợp luôn, rất nhiều ứng dụng, rất nhiều sản phẩm. Hiện tại nó có nhiều đây
về có thể chia thành bốn nhóm là transactional, analytical và observational, cuối cùng là power platform. Thì những cái ứng dụng transactional là những cái ứng dụng xử lý dữ liệu giao dịch, ví dụ như là 365 sale, 365 marketing, customer service, field service. Là lát chút xíu nữa bạn Phà sẽ nói về cái field service này sẽ có nhiều cái hay ho trong đây lắm. Định mức 365 finance, supply chain management, commerce, human resource, rất là nhiều, business central. Rồi về về mặt phân tích và AI sẽ có những chúng ta sẽ có là sales insight, customer insights. Là lát nữa bạn Mano sẽ nói về customer insights, có nhiều cái còn hay ho hơn. Và còn kết hợp với Azure Synapse nữa, nó làm ra những cái mà chúng ta không ngờ luôn. Rồi customer service insights, fraud detection, remote service, 365 guides, product visualize, cái này là đang review nè, sắp tới là release wave 2 là cái này chắc là nó lên nè. Rồi, Power Apps chúng ta có Power Platform thì chúng ta có Power App, Power Automate, Power BI, Power Virtual Agents. Thì mấy cái này làm gì để em giới thiệu sơ sơ với mọi người là sale thì nó là quản trị những cái quy trình kinh doanh bán hàng, rồi kết hợp với một số thông tin AI, rồi tích hợp với một số thông tin từ những cái app khác, ví dụ như marketing, customer service, thì nó hay ho hơn trước đây. Rồi từ 365 marketing thì nó phát triển có lợi hơn, dễ sử dụng hơn. Trước đây là một cái module marketing trong CRM nó chỉ là gửi mail quảng cáo, gửi mail marketing thôi, nó chỉ là gửi mail thôi. Còn cái 365 marketing mới á, là giúp chúng ta là quản lý event, rồi quản lý customer journey, rồi quản lý khách hàng, 365 view, rồi nhiều cái hay ho hơn. Rồi chúng ta làm electronic digital email á, một cách dễ dàng luôn, rồi có giao diện để làm email đẹp như là Mailchimp luôn. Rồi customer service thì giúp mấy bạn tổng đài, mấy bạn chăm sóc khách hàng làm việc với khách hàng dễ dàng hơn, thông tin chi tiết hơn, rồi knowledge base dễ sử dụng hơn, giúp cho mọi người là phản hồi khách hàng một cách hợp lý và hiệu quả hơn. Rồi field service thì giúp cho giúp quản lý lên lịch để chăm sóc khách hàng những cái về mặt kỹ thuật, rồi quản lý những kỹ thuật viên, phân công lên lịch, sắp xếp. Rồi 365 Finance sẽ làm về những cái tài chính, rồi giúp xử lý những cái tình huống tài chính phức tạp. Rồi supply chain management là quản lý chuỗi cung ứng, làm ra những cái báo cáo chi tiết thời gian thực, rồi những cái báo cáo tồn kho, lên lịch, các thứ liên quan tới tới quản lý chuỗi cung ứng. Rồi commerce là một cái giải pháp kết hợp nhiều cái ứng dụng để làm những cái thương mại, những cái bán hàng, chăm sóc khách hàng, thông tin khách hàng. Rồi human resource là giúp cho phòng nhân sự, khối nhân sự làm việc lên những cái program, những cái chương trình cho nhân viên, rồi những cái tuyển dụng, những cái thông tin nhân viên, rồi những cái self service cho nhân viên tự làm, giống như là xin nghỉ phép rồi các thứ, là làm một mọi người có thể là tự làm hết, không cần phải gửi mail cho nhân sự xin nghỉ hay là xin cấp trên các thứ, mọi thứ đều làm trên human resource rất dễ dàng. Rồi business central là nó là trước đây nó là Navision, nó nap á, hay nay nó thành Business Central lên mây, còn thêm một số chức năng mới nữa. Rồi Sales Insight là phân tích dữ liệu về bán hàng, Customer Insight phân tích dữ liệu về khách hàng, tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Lát nữa bạn Mano sẽ demo cho mọi người là cách chúng ta tập hợp dữ liệu thông tin khách hàng như thế nào. Ví dụ như là có một danh sách tập hợp khách hàng trong CRM, là một cái danh sách tập hợp xếp hạng loyalty của khách hàng đó ở những cái chỗ khác, rồi chúng ta tập hợp lại cái dữ liệu loyalty đó với dữ liệu khách hàng như thế nào, rồi chia sẻ những dữ liệu đó với những cái ứng dụng khác như thế nào. Rồi customer service insight là
phân tích những cái dữ liệu chăm sóc khách hàng, các bạn làm service có tốt không, rồi các service level như thế nào, có đáp ứng không, fraud detection là phát hiện lừa đảo, gian lận các thứ. Ví dụ như là có cái đợt khuyến mãi, cái tự nhiên cái có một người mua sản phẩm, mua quá nhiều sản phẩm mà có cái gì đó nó bất thường mà trước đây không mua, tự nhiên tới giờ mới mua, thì có gì bất thường nó sẽ có thể cảnh báo cho mình. Rồi remote assist là cái trong cái observational là những cái tích kết hợp ứng dụng cái công nghệ mixed reality là cho remote assist, là dùng cho các nhân viên trong công ty làm việc với nhau, phối hợp với nhau, hỗ trợ nhau một cách trực quan bằng cái HoloLens. Rồi để 365 Guides là hỗ trợ cho nhân viên mới, hoặc là cho cái việc đào tạo nhân viên sử dụng HoloLens luôn, là làm theo những cái bước cụ thể là đó, đeo kính vô coi các thứ, nó hướng dẫn làm theo cách trực quan. Rồi Power Up Phone thì mọi người chắc cũng đã hiểu, nó cũng có biết, nó nghe nhiều rồi đúng không? Thì Power Up là làm những cái low code, no code application rất dễ dàng, tích hợp rất dễ dàng với tất cả các ứng dụng bên trên, và bao gồm cả những cái dịch vụ bên ngoài luôn, tất cả những cái dịch vụ khác. Rồi Power Automate cũng cũng là một cái sức mạnh của Power Platform, là tự động hóa tất cả các quy trình, tự động hóa tất cả mọi thứ, khi cái gì xảy ra thì làm cái gì đó, khi cái gì xảy ra, thực ra cái gì xảy ra cũng được hết, nó làm được hết luôn, và làm cái gì đó nó làm cũng được hết luôn, tại vì nó có rất nhiều cái connector connect đến những cái sản phẩm, những cái dịch vụ mà chúng ta thường dùng rồi. Power BI là hỗ trợ phân tích và báo cáo, hợp nhiều dữ liệu khác nhau, nhiều nguồn khác nhau, tổng hợp dữ liệu. Rồi chúng ta có Power Virtual Agent là làm ra một cái chatbot rất dễ dàng, rất nhanh chóng và trực quan luôn. Thì em giới thiệu với mọi người là đó là cơ bản Microsoft Business Applications nó như vậy. Đó. Nó không chỉ là CRM, nó không chỉ là ERP, mà nó là nhiều hơn vậy nữa. Nó giải quyết nhiều vấn đề. Chúng ta có thể kết hợp một vài ứng dụng, một vài sản phẩm để làm ra một cái giải pháp cho khách hàng. Không phải là xài hết, nhưng mà cái nào nó phù hợp thì mình pick ra, mình kết hợp với nhau, mình đưa ra giải pháp cho khách hàng rất là nhanh chóng và đỡ tốn thời gian, đỡ tốn chi phí. Đỡ tốn chi phí thì chưa chắc, nhưng mà đỡ tốn thời gian là chắc chắn rồi. Đó thì mọi người thấy có câu hỏi gì không, để em mở cái. Rồi em giới thiệu với mọi người về business application rồi. Mọi người có câu hỏi thì unmute microphone để trao đổi với em và mọi người nha, hoặc là chat trên đây cũng được, chat trên team cũng được. Mấy cái giá cả thì sao Khoa? Sợ giá cả Việt Nam mình thì mấy cái đó khá đắt đỏ. Không anh, nếu mà anh Có cái nào free trong tay không nè, trước tiên? free á, free là có nè, có Power App nè, free nè. Không, nhưng mà nó free trong một cái license Office 365. Chứ không phải là xài free là không có trả tiền gì mà xài free. Đó là nếu mà chúng ta đã có Office 365 license rồi thì chúng ta có thể xài Power App nè, Power Automate, nói chung là Power Platform có thể xài được nè. Power BI Pro thì phải mua thôi. Nhưng mà trong cái khối này là có những cái plan free để chúng ta xài. Rồi những cái thiên về observational là không có free nè. Rồi những cái analytical là không free nè. Nhưng mà trong cái transactional thì có thể có free nè, là cái không có free. Thực ra cái nào cũng phải trả phí, cái này cũng là cũng phải trả phí hết. Thì nó không free, nhưng mà so sánh với những cái đối thủ á, so sánh với những cái hãng khác á, thì cái giải pháp của Microsoft nó tiết kiệm hơn mà nó hiệu quả hơn, tại vì khi mà tổ chức hoặc doanh nghiệp đã có sẵn một cái nền tảng của Microsoft rồi, cái hạ tầng của Microsoft rồi á, thì chúng ta xài những cái này á, nó sẽ rất là bề mặt, rất là trơn tru khi trong cái việc tích hợp, và chúng ta mở rộng cũng dễ dàng nữa.
để mình đếm coi có bao nhiêu cái icon trên đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cái. Khá nhiều. Nhiều lắm anh. Nội mà nhớ mấy cái tên này cũng đúng luôn. Trước tiên gì đầu tiên là nhớ cái tên. Và thì nó đó, thì ở cái chiều ngang nào. Mọi người cầm cái hình này thôi, mọi người cầm hình này là đủ chơi rồi, là biết nó là gì rồi. Mai mốt nó sẽ còn thêm nữa. Với mấy cái khoa anh hỏi mấy cái ví dụ như một số mà doanh nghiệp mà mình người ta đang nói chung là muốn thử nghiệm đồ này kia nọ gì đó. Bây giờ giống như nếu mà đầu tư một lượt thì người ta chưa có chắc chắn, thì giống như mua một vài user rồi xong rồi gọi là tìm hiểu mấy cái sức mạnh của nó để mình gọi là có một cái bước đầu để mình khuyến khích cho mình đi show với ban lãnh đạo rồi này kia nọ rồi đó. Thì mình có thể mua một hai user để mình xài được không, hay là nó có cái gì đó chai ồ hay là cái gì để có. Thử được không Kha? Có chai ồ thì có, thì mình cứ tất cả những cái hàng có chai ồ hết anh, có chai ồ hết. Ừ. Có chai ồ hết. Còn mình mua một hai license thì em nghĩ là không có hiệu quả, tại vì thường phải mua qua partner. Ừ. Nhà phân phối bán lẻ của nó, chứ còn mình mua một hai cái license chắc là nó không bán nữa. Còn trial thì có nha, trial thì có nhiều. Mình cứ hết cái này thì mình lại tạo cái trial khác mình xài thôi, mình thử thôi. Nó dễ dàng. Chút xíu nữa là em sẽ show một cái trial để cho chỗ anh Phong xem, tại vì em demo cái field service là nó trên trial environment. Là trial đó thì nó bị expire trong vòng 30 ngày. Thì cái đó thì anh có thể mang đi để trình bày cho các sếp, các manager thấy là nó có value như thế nào, thì khi xài nó trực quan như thế nào. Dạ rồi, còn câu hỏi nào nữa không mọi người? Anh Tuấn có câu hỏi. Mấy cái này thử hết qua chưa Khoa? Ví dụ như cái giống như cái tên rất là mới như Power Virtual Agent đó, cái gì lần đầu tiên nghe luôn. Virtual Agent là chatbot anh. Chatbot hả? Chatbot là mình cái này nó tích hợp được trên bọc tổ nè, nó tích hợp được trên team nè. Nói chung là nó rất là dễ dàng cấu hình nữa. Mấy cái này nó bán plan, nó bán riêng hả? Mấy cái dịch vụ này nó bán riêng từng cái một cái, hay có cái nào nó combine hết, combo hết một đống không? Có combo. Nhưng mà cái cụ thể như thế nào thì em không nắm. Ví dụ như những cái ví dụ như muốn xài virtual agent á, mà mình tích hợp cho nội bộ xài không được nha, và mà external xài không được. Ví dụ nội bộ tích hợp trên team, cái mình nói mình tích hợp trên team một cái kênh nào đó, ví dụ một cái team của như của nhân viên customer sales service đi, thì vô cái kênh đó cái chat vô là tôi muốn xin nghỉ ngày mai, ngày mốt, hai ngày, enter cái là mình có thể cấu hình cho cái bọc virtual agent đó, nó trigger trên những cái message như vậy để nó chạy, nó tạo ra những cái nghỉ phép cho mình. Cái đi approve xong rồi bên cấp trên thì duyệt rồi nó báo lại cho mình thôi, rất là dễ dàng. Tức là không cần phải đăng nhập vô bọc tổ, không cần phải vô trong cái app đó tạo nhập ngày nghỉ các thứ. Rồi đối với external mà đưa lên bọc tổ thì khách hàng ví dụ lên lên complaint hay issue gì đó, hay là lên hỏi về sản phẩm nào đó, khách hàng lên đây chat với nó, thì mọi thứ mình đã cấu hình sẵn, lên đánh giá trả lời khách hàng xong luôn, và những cái chat đã được lưu lại trong hệ thống của mình. Đó là mọi là tự nhiên khách hàng tự nhiên tự tự làm việc luôn, sell service luôn, mình không cần phải đụng tay vô luôn. Rất là hay cái này luôn. Cái này mới nhiều quá. Thì từ từ cái nào cần thì mình xài thôi. Ví dụ như một số cái em thấy cần á là cái dòng Power Platform này là mình cần nè. Em nghĩ để giải thích cho nó dễ đi, thì nó sẽ chia thành 4 phần luôn. Thì cái phần đầu tiên mà anh thấy là transactional thì nó là ERP, hoặc là CRM. Thì anh nhớ là ERP và CRM là những thằng trên.
Thì cụ thể hơn, thí dụ như anh muốn là finance, tức là về hệ thống tài chính á, thì anh thấy chữ finance. Sale, marketing, customer service thì nó là CRM. Supply chain. Supply chain thì nó là supply chain. Còn e-commerce thì nó làm về e-commerce, back office và front office. Đó. Thì anh cứ hiểu là ERP, CRM cũng là phần trong ERP. Rồi, cái đó là dễ hiểu rồi phải không? Rồi. Cái phần analytics á là data warehouse cho ERP. Đại loại như là sale insight thì anh có thể hiểu đến là dùng data warehouse cho ERP cho phần sale thôi. Đó. Rồi thí dụ như là customer insight thì nó là kiểu như là một sản phẩm của data warehouse cho CRM, nhưng mà nó có thể là phân tích nhiều hơn. Còn cái cuối cùng á, thì là Power Platform. Vậy tóm lại á, chỉ có ERP và Power Platform thôi. Power Platform thì chắc anh biết rồi đúng không? Thì nó bao gồm là Power App và Power BI. Đó, dễ nhớ lắm. Số là dưới, sử dụng cái nền ở dưới nhiều hơn. Ok. Cái Power Platform này đã nằm trong cái Office 365 license rồi. Đúng rồi. Mình sai này nhiều lắm. Đúng rồi. Rất là nhiều. Thì những cái yêu cầu mà nó liên quan tới CRM, ERP á, thì mình đã tích trong những cái này. Bởi vậy anh mới nói là tính giống như mua một vài user để nó có mấy cái dynamic á, để nó có mấy cái gọi là platform phía trên, không xong rồi ở dưới là mình dùng Power Platform mình biến đấu. Thì mấy thằng này là chắc chắn là thằng mua license nè. Sorry cho em làm rõ lại một chỗ này xíu về cái phần transactional á. Hồi nãy có anh nào nói phía trước là giống như là hiểu là ERP á, thì em muốn cũng như là làm rõ lại một xíu á, tại vì em cũng làm trong lĩnh vực này nên em muốn chia sẻ thêm về những hiểu biết của mình. Thì thứ nhất á, các anh có thể thấy mình sẽ có Dynamics 365 for sale nè, for marketing nè, field service nè. Và ngoài ra nó còn có một cái là Project Automation nữa. Thì đó là chạy trên cái nền tảng là Dynamics CRM ngày xưa của mình. Và sau này nó lên, nó gọi là Dynamics 365. Còn những cái app còn lại, các anh sẽ thấy mình sẽ có là Dynamics 365 Finance, Supply Chain Management, Human Resource. Đó, thì ngày xưa tiền thân của nó được gọi là Dynamics 365 Finance and Operation. Đó, thì hồi xưa là bán một khoảng hình như nhớ là trăm mấy, 230 hay sao á. Thì bây giờ á, Microsoft bắt đầu tách ra. Bây giờ ngày xưa gọi chung là Finance and Operation, nó sẽ bao gồm Finance, Supply Chain, Human Resource trong luôn. Rồi sau đó có một bước chuyển đổi là họ bắt đầu tách Finance ra, thì chỉ chuyên module về tài chính, kế toán thôi. Rồi sau đó họ tách cái phần mà Operation ra thì họ gọi là Supply Chain Management. Thì sẽ gồm có Procurement này, Sale này, đó, rồi về phần Production hay là Warehouse trong đó luôn. Rồi rồi trước khi mà xuất hiện ra cái Dynamics 365 Human Resource á, thì trước đó nó tách ra một cái gọi là Dynamics 365 for Talent ha. Cái Talent này á, thì nó sẽ giống như là nó ở tầng kiểu như funnel cho cái bộ phận tuyển dụng này, training này, đào tạo này. Rồi và cái core Dynamics 365 Human Resource vẫn nằm trong Dynamics 365 Finance. Rồi bắt đầu sau đó người ta mới bắt đầu tách ra lại, có nghĩa là gộp luôn cái talent vào cái core human resource, và người ta gọi là Dynamics 365 Human Resource. Rồi còn cái e-commerce là một cái app sau này, là hồi nãy anh trước nói là ok rồi ha, rồi không nói nữa. Thôi bây giờ cái Dynamics 365 Business Central thì nó là cũng một sản phẩm ERP, và ngày trước của nó gọi là Dynamics Navision, thì sau này phát triển lên cloud thì nó đổi tên là Dynamics 365 Business Central. Đó. Đó, nên cái phần transactional này á, thì nó sẽ bao gồm là ERP và CRM. Tuy nhiên cái nền tảng sử dụng và cái data ở dưới á, nó sử dụng rất là khác nhau. Đó. Đó, thì em chỉ xin chia sẻ những cái em biết như vậy thôi. Dạ chính xác luôn á. Anh nói em nói là đúng rồi đó. Anh Đạo Microsoft đây. Anh Đạo
Ừ. Nhưng mà anh muốn giải thích nó đơn giản hơn để cho người ta dễ hình dung á. Thì mình chỉ cần nói nó là ERP thôi. Tức là khi nào người ta nghĩ tới ERP thì mình nói ERP thôi. Còn cái những cái chính sách mà nó tách ra, thực ra là nó để cho nó sell tốt hơn á. Tức là nhiều khi người ta chỉ mua human resource thôi, thì người ta mua một gói thôi. Tức là nếu mà so với hồi xưa người ta muốn mua một gói là không mua được luôn á. Thì bây giờ tách ra để mà khi mà người ta cần một gói đó thì nó dễ mua hơn. Thì đó là cái pricing model thôi, chứ còn về tính năng thì nghĩ nó không có giống, nó không có khác nhau gì. Đó thì lúc nãy em cũng có chia sẻ về cái hình thành và phát triển của nó. Đó, nó là CRM và ERP, rồi nó bứng những cái cục này ra, nhỏ ra, bứng cục những cục này nhỏ ra thành ra một cái bộ sản phẩm gọi là đúng rồi đó. Đó thì nó là vậy đó. Nhưng mà có chắc là không hỏi ví dụ như là mình bây giờ mình chỉ mua một cái module là nó đủ chạy không, hay là mình phải mua giống như là nó vòng 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 mỗi thứ một cái thì nó mới chạy. Ví dụ như anh muốn làm customer service thì mua một cái module D365 customer service là nó chạy được không, hay là phải mua mấy cái cộng vô nữa thì nó mới triển khai được? Là chạy được anh, chạy được. Nhưng mà còn tùy thuộc vào cái nhu cầu nữa, tức là cái tình huống đó, nó như thế nào. Đó, thì cái điều khoa mình của anh như trong cái tình huống đó như là đôi khi một cái yêu cầu nó cần phải kết hợp vài thứ lại với nhau. Chứ không phải là chỉ xài một cái không. Đó, vậy là vậy. Thì đó là Microsoft Partner sẽ giúp anh làm chuyện đó. Xài cái nào, kết hợp những cái nào lại. Ok. Nói sơ sơ vậy mà mọi người cũng góp ý quá trời luôn đó. Mọi người có câu hỏi gì nữa không? Thấy cũng hay quá đúng không? Rồi, vậy là chắc là hết câu hỏi rồi. Thì, session tiếp theo là sẽ bạn Manu sẽ giới thiệu với mọi người là cái D365 Customer Insights. Tính năng của nó như thế nào, kết hợp với Azure Synapse nha. Rất là hay luôn mọi người. Nhưng mà bạn Mano sẽ giới thiệu với mọi người bằng dùng tiếng Anh. Mọi người có gì tương tác với Mano để bạn có một cái session tốt hơn nha. Okay. Trước khi đến với Mano thì mọi người cho em cái feedback cho cái sự kiện lần này nha. Mọi người có thể scan cái QR code rồi, hoặc là dùng cái link dưới này cũng được. Thì cộng đồng của DMIP 365 ở Việt Nam thì bọn em thì đang, nó chỉ là mới bắt đầu thôi, cho nên là cần mọi người, ý kiến của mọi người để có thể mọi người, anh em có thể thay đổi để phát triển tốt hơn, đem đến những cái session, những event tốt hơn, những cái hoạt động tốt hơn cho cộng đồng. Rồi, thank you. Tiếp theo sẽ đến Mano. Hi Mano, are you there? Hi Koa. Hey. Though I didn't understand much, but I really was impressed the way you guys discuss and delve deep into the concepts, and like there's a lot of questions I think audience have asked you, and I really feel a very positive vibe in learning here. This community is young, and it's just awesome to see you all show so much interest in Microsoft product. Thank you. Absolutely amazing. So I'll go to you now. I'll stop sharing my screen. Sure. Okay. Okay. So, hello everyone. Good morning. Today, I'm here with you to present a session on Dynamics 365 Customer Insights. It's on the topic Better Together. We're going to put Dynamics 365 Customer Insights and Azure Synapse and see how well it works with each other. And first of all, I would like to thank
Koa and the Vietnam community lead to reaching out to me, and it's a pleasure to be here with you today and an honor to present at your Young UG here this morning. I hope you're able to see my screen. Yes, we can see your screen now. Okay, that's great. Okay. So a little bit about myself. I'm Manon Mani VS. You can call me Mano. And currently I'm working as a senior consultant at EY with my main focus into Dynamics 365 customer engagement, Power Platform, and I'm also gaining a bit on AI. I am a Microsoft certified trainer, an active speaker, and a blogger too. So currently I'm contributing to the ASEAN's MS BizApps UG and the MS Women in Tech as well. So we are a group of community leads running this together across ASEAN countries. That's pretty much about me. And you can connect me with LinkedIn, Twitter, and I do have a personal blog channel, YouTube blog, and a WordPress blog as well. It's dynamicmano.com. I will just quickly post the links into the chat window here, so you can just connect with me. Okay, and yep. What's in here for today? So today we're going to discuss about current business challenges, and we will have an overview of customer insights, and I will walk you through a good demo on data ingestion, unification, and how to create segments for your actionable insights. Then we will also see a little bit on enrichment and intelligence, like adding more intelligence using custom models to your unified customer data. So why do we do all this? We do this because we wanted to understand the customer better. And with that, I will wrap up giving an introduction on Azure Synapse Analytics, like how it works well with CI. And that's pretty much the takeaway for this session today. Okay, so your customer data is everywhere, right? Over the past, companies have created a lot of data, collected a lot of data from customer, but it's just lying in all these disparate systems. So what are the customer expectations? When you actually collect data from your customers, they have certain expectations. They will like have a feel that they are like they're going to get a most relevant service when they come back to you again. And they also have a feel that you're collecting the data so that you will give them a very good, excellent service. But is this really happening? 91% of customers are more likely to shop with brands that they feel like really recognize them, and 81% of buyers want the organizations to know them well when they approach them for a sale. But these expectations are actually keep on increasing, and the power is now shifted to the customer. So customer decides like which product they wanted to really go with. So customers really believe that they have a relationship when they make a purchase with you. But are these expectations being met by organizations? Let's take a look. So 65% of customers are frustrated by inconsistent experience across multiple channels. For example, they start a conversation in a chat window, and later on they have to communicate about the same conversation over a phone call, and there is not much of a connection. The customer service agent should be actually able to know to start from where the conversation has left. But is that happening? Not really. And 74% of customers are frustrated with irrelevant content exposed to their mailbox or even the letterbox. So for example, I go down to check my letterbox, I see a bunch of brochures which is not at all relevant, and I'm not even really interested in buying those products. Some could be like property, some could be like some burgers or something, but I'm really on a diet, I don't really eat burgers, but I'm getting those irrelevant advertisements, right? So
but what I, I'm not, what I'm expecting is I wanted to know some information about the products that, that I'm really keen on. So when I give my data to my to the companies, like when I make a purchase, I give my customer my details, right? So I will expect them to send me some relevant offers, which is not really happening much. And 61% of customers stop doing with business with the same company. They just move, okay? They churn out. The reason is they feel the competitor is giving a better service. So that trust has to be built. So when this is the case, like how do we actually achieve a better customer experience? How do we serve our customers well? How do we give them a personalized customer experience so that we retain them in our business? So that's the question that we are trying to answer here. So you're going to make a difference with customer insights. Let us take a look at these line of business data sources. So if you take a look, there's a lot of databases here. Your customer data is residing in all these databases, but eventually your data is of no use for you because you don't get the real value out of it, because it's like in multiple data sources, you don't get to know who your customers are. You don't get to know how many unique customers you have. You don't get to know who is going to be churned out, right? So there is no joint taxonomy between these systems. These are silos. They do not interact with each other. So it's really hard to use analytical tools on this kind of data sets. Okay, so what's with customer insights? What is the offer now? The customer insights helps you to bring all this customer data together into a single source of truth. I call it a single source of truth because it's just unified and you have a holistic view from the database itself. So you have the unified customer profiles, and with this you're going to create a rich set of analytics. It's going to be pretty easy when your data is in one place. And moreover, you're just mapping all the customer data to the common data model. So common data model, as you know, is an initiative on the open data initiative, right? From Microsoft, I think say SAP and Adobe, they came up with this initiative to go with some common data model. So the schemas will be like similar across certain entities. So it makes it easier to integrate all this data together. So that being the idea, you're going to just pull all the data sets and unite together into this unique customer profiles. So if you have this unique customer data, you're going to just orchestrate the customer journey across multiple touch points, interaction touch points, and through various channels as well. And with this, it's definitely going to be a better option for creating AI-driven analytics, because for AI, you must understand the data is a critical source for AI. So if your data is not really organized, your AI will definitely gonna be a failure. So for you to have a machine learning driven analytics, your data is really crucial, and customer insights talks about that. Well, so as you see in this diagram, you're gonna like deal with behavioral data, transactional data, and demographic data. So you're gonna get a holistic view of all this data in one single place. And you can just, once you have the unified profiles, you will be like connecting it to other data sources to pull out data purchases or the other average spend, the product interest. All this data can be like viewed with this single holistic view. And after that, you're gonna just push it into channels of communication, like it could be like LinkedIn, Twitter, Facebook, wherever it's coming from, you can just give it back as well. And with customer insights implementation, you're gonna increase your revenue by at least 5 to 10%, and you're gonna just decrease the implementation cost by 15 to 25%. Okay, so a customer data platform. So
you should understand that the underlying platform is customer data platform. The CI is built on top of this platform, and this is not the traditional CRM system, and it is not a data management platform. It just holds your customer data, and it's not even a personalization tool or a master data management tool. Okay, it's just don't think it's just solely built for analytics and visualization. It has it is a purpose-built platform, and we will see the capabilities later. Okay, so what's Microsoft's approach? There are four stages here. We start with the data, then the unification, and we gain some insights, actionable insights from the unified profiles. And after the insights is in hand, you're going to start taking action on your data. So you start with this data in these disparate systems, like it could be the internal data or external data, and it could be like lying in all of these databases. It could be like website, email, loyalty, like POS, purchase. All this data can be like ingested straight away into your customer insights instance without much effort. You will have inbuilt connectors. Like if you're familiar with Power Platform, you have the out-of-box data connectors, right? So something similar to that is available in customer insights as well. So you can very well leverage on them. We will just take a look at the connectors later, availability. And once the data is ingested into the CI instance, you're gonna do the unification then. That's a three-step process. You will be mapping your tables and data sets, and you will create some match rules, like on what rule you're supposed to like match your profiles. Then you will do merging as well. So once the records are merged, the customer data from multiple sources are merged, you will have a single unified customer profile, and that's the single source of truth for all your interaction touch points with your customer. Okay, and after that, you can also do additional enrichment using Microsoft Graph API. Then you can do rich analytics out of it. You can gain a lot of insights. You can measure and you can segment the customer data now. And you can also start applying additional AI capabilities. Because the data here, as I mentioned earlier, is like unified, and you can just connect this to your Azure ML Studio, pass this data in Azure Blob Storage, and you can just create some models and train them using this data and use it for prediction or recommendation, whatever the model is tailored to do. And you can extend this, like one, this is a standalone system, like do not get confused. This customer insights, you don't really need any other Dynamics 365 in licenses. This is a standalone product. And once your data is like unified, you can just consume it in Microsoft Dynamics 365 sales, marketing. You can use it in the Power Platform as well, like Power Apps, Power BI, Power Automate, and any other third party integration is also possible. Okay, and you can, once your data and insights are available, you can start publishing it to the channels like mobile, web, social, bots, etc. And interestingly, there's a recent release for customer insights that's pretty interesting. It's called customer insights bots for Teams. So you can consume your customer insights data right into your Teams bot. Okay, and you can just start collaborating it with your team. Okay, so without much harangue, let's quickly get into a demo now. Hold on, I'll pull out my browser here. Okay. Okay, hold on. Let me project my screen.
Here it is. So this is the customer insights instance of mine, and I'm on the demo instance. So when you sign up for a trial, you will be like loaded with the demo instance, and later you can just explore and you can start creating your own data sets, bring in your own data and just try around like for 30 days. And let me quickly walk through this instance and give you a tour of like what it is and how it's being done. But for a detailed demo on each and every step on how to do it yourself as a, for a hands-on experience, I have blogged the details in my video blog in my YouTube channel. I have provided the link. You can just go there and take a look. There's a couple of videos on customer insights. So where do you start with? In the approach we have seen, we are going to start with data, right? So go to the left side in the navigation pane and click on the data sources. And this is a pre-cooked in environment. You will see everything ready here. And you have the website data, dynamics data, per point of sale, and the churn scores as well. So this is from the machine learning models. So if you go to the point of sale, you will see like two data sources. Hold on, I'm not able to edit this. That's fine. I'll go into my own data environment here. I have two data sources as well. Well, okay, here's my data source. So the first step is like you will create a data source. Once you click create, you will be having options to import it from files, databases, or you can even connect it to a common data service or Azure storage as well, data lake as well. So the next step will be like you will be giving it a name. For example, I give it as website and okay, already exists. So email. Click next. Okay, so I just wanted to show you the connector availability here. I'm not going to create one. Later we will move on to explore the entities. It's loading. Give it a few seconds. So yep, so these are the connectors that's available at the moment. So you will notice that you don't need to even like integrate using like some codes or programs. Just plug and play concept, right? You just have to drag and drop. You just have to like establish a connection by giving the server names and the credentials, and you're just ready to pull in data, establish a communication with the other systems. So like you have text, CSV files, and other Oracle or Sybase system SQL server. Interestingly, you will have option to connect with the Azure Blob data lake and the Azure SQL data warehouse as well, the Synapse Analytics. We will just take a look later, and you can connect to online as well. And Power Platform, you'll be connecting with CDS. So that being said, your data sets are ready. Your data sources are ready here. I have pulled into a few of these data sources. And once that's done, you will take a look at the entities. So these are the entities that I have imported, like e-commerce contacts, purchases, loyalty customers, and point of sale. So once you import these entities, like you can just go here and check on the data in it, and it gives you a preview as well, like what's in that particular data set. You have an option to create a view. The summary of this particular attribute level summary is also possible. It's like these are all the rich visuals you get out of box in CI instance. And after you have your entities ready, you will be like doing the unification. So for the unification part, like you will be like doing a three-step process. The first one is to map. So what do you mean by mapping? So when you map entities, you're gonna like establish a mapping between your imported data source and this common data model here. So you just take a look at the column and type here. This is the customer insights common data model, and you're gonna map all the attributes in your customer data wherever it is residing into this common data model. So this has a predefined attribute. A list of attributes will be available, and you have to just map your data
according to this. So don't worry if you don't have some of the fields, it's totally fine. So just map whatever is relevant and just set up the primary ID for the mapping. Like for example, e-commerce will be mapped based on contact ID and the loyalty customers will be mapped based on loyalty ID. So once that mapping is done, you're gonna just set up some match rules. So how would you like to match these data from these two sources? So we're gonna just say, hey, just match based on the email and full name. That's the rule I have set up. You can just leverage like full capability, like it depends on whatever is relevant for your scenario. Okay, so here you can do some normalization, you can set the precision level. So why do you need to set this precision level? So in as you're aware, this customer insights is driven by the AI model at the back end, right? So the AI model is actually doing the merging for you, merging the unified customer, merging the profiles to generate a unique customer profile. So what do you mean by that? Even if there is not an exact 100% match, so in traditional like if you go with Power BI or any other tools that you use for merging or combining these data, it will just go on one-to-one match, right? So it has to be exact match. If you write a query, you will be like merging two data sets based on a rule. It's based on the specific rule, and if the rule is like matched, you will be getting the output. If it is no, then you're not gonna get the output. But here it's slightly different, and that's the key benefit of using customer insights. You're not gonna just you're just gonna tell the AI that it could be like, even if it is like 80% match or 90% match, I'm fine with that, because there could be some mistakes, typos, and it's like it's okay to just tolerate. You will have some tolerance level of accepting the mismatch, right? So that can be set here. It could be like low, medium, high, and exact. You do have an option to set custom as well. So when you choose custom, you will be giving it in a percentage proportion. And once that's done, you can keep on adding additional conditions. So this matching is done based on the full name, on high precision, and the email is as well high precision. I love you to see the results yourself. You will be just impressed by how the AI has done the merging. Okay, so if you have noticed here, this record here is just 98% match. Okay, it's not definitely 100%. Notice that like a lot of records you will see like 98, 96, but even then the profiles are merged. So what is the reason? Because if you notice, it's Felger Robert according to e-commerce contacts, but if you go into the loyalty scheme database, it's slightly different. It's like the other way around, Robert Felger, right? But the AI is capable to understand it represents the same name, okay, and it just compares the email as well, then it does the mapping for you. Okay, so you can just have a preview here of whatever is like matched, and you can also download this data for your analysis. Okay, so that's pretty much about matching. You can also see the match run data here, last match run, and next step will be to do a merge. So after you run the match, you will be merging. Interestingly, the AI model behind will do the automatic merging for you. You don't need to specify anything here. Out of box, this will understand what has to be matched. So if it doesn't find any match, for example, e-commerce contacts has country, but in your loyalty database, we don't have country, right? So if that is the case, it will just keep this as a separate field. And these fields are existing in both, from this first name till created on, are existing in both the data sets. So it has done a merge automatically. So you will see first name will be merged from loyalty customers and e-commerce contacts as well. Okay, similarly for the rest. So in case if you decide to remove or merge this with some other attributes, you can just select this one and click
combine fields. Like if you think loyalty reward points and some other field here has like make some sense to combine, you can just click on this combine fields and select whatever is like relevant for you to combine. That option is also available for you. So once that's done, you will go back to your customers and currently you have merged, but you still have to do a little bit more to get this view, and that's the search and filter index. So the next step will be like you will be setting up some filter indexing, and this will index your customer profiles. The reason why we do this is we're gonna consume this data in other applications, right? Like external applications. So when you query from the external application, for example, if I'm into the Teams bot and I'm typing a query to pull out the customers in US region, I will just type USA and it's going to pull out filter and pull out the customers in US region. Or if I want to like pull out a specific customer profile, I'm just going to key in the first name or the last name, and if that's a match in this customer insight instance, it will just pull out the profile for me. So that's the reason you're gonna index and add filter index here, search and filter index here. So this will allow you to search from the external systems. Well, that's pretty much done, and you will see a lot of customer cards here lying as tiles. So if you open one of those cards, you will get the details from multiple systems. So instead of going here, I will now switch to my demo instance, because that's where you will have a rich visual. It's like combined with multiple data sources, and it also has some insights. So I can just show you a rich customer profile here in this view. So let me click on one of my customer here. Okay. Wow, so you will see the tile here showing data from loyalty and e-commerce. Like this one is like POS, the point of sale customers, and this is from Dynamics, and this data is from loyalty as well. So it's all brought in together, and if you see here the timeline itself, you will see like let me scroll down. So in 2017, this customer had some unopened emails. Further down, oh my God, the transaction has started in the year 2011, historic data, right? And you will be like seeing all the interaction touch points of this customer through various systems all in one place. So what does this enable you? So as a back officer or a customer or a sales representative, if I open my tablet and if this data is visible for me, I can initiate better conversation with my customers. I can recommend what the customer is actually interested in, and I can also automate some of the processes in the back end, knowing the understanding the customer better. So you can just think of a lot of scenarios based on this customer details that I have explained to you. And also, you have the capability of creating some rich measures out of this unified profile. So here are a few examples. So this is something similar to that you create in your Power BI, but here it's like coming from the unified customer profile, and you're going to link that one with other tables. So to get the holistic, rich view of your customer, the 360 view of your customers. So here is the number of online purchases, the total spend, average online spend. So if I open one, I'm going to just hold on, let me edit this. And you will see that I'm just creating it, combining with the customer insights data with the other tables here. Okay, so once I have my measures, I can create segments. Okay, so segments allow you to come up with a cohort of customers who fall in specific category. For example, if you just have one whole database, you're not going to understand
derive measures out of it, right? So it's ideal for you to like segment your customer data so that you can perform some targeted marketing, or you can just focus on a specific group of customers for a specific opportunity, so you can enhance your sales and marketing and also your customer service as well. Like for example, if you think some of your customers are having a issue with specific product, you can just group them and you can just understand like what kind of concern they have. So there's a lot of scenarios you can think of for segmenting your the reason why you segment your customer profiles. And here, for example, there is this customers average high spend. Okay, so this segment of customers are really this is a high churn customer segment. So this is a segment that's really critical for my business, because this segment of customers are likely to be churning out from my business, and I need to take the next best action to retain them with my business. So get a preview here once you create the segment, and this timeline here gives you the data of data plots of when the data was refreshed. So ideally your segments will be automatically refreshed every 12 hours. You can also schedule to refresh in the admin settings, like at least 6 hours once is ideal for you to refresh your data. And and Microsoft is working on real-time data refresh as well. You'll be like hearing soon, like just keep watching what's new in the release. So that being said, we now have a new feature to have insights on your segments. So imagine you have two segments of customers, and you would like want to know like who are overlapping in these two segments. If you're keen to know that set of customers, or there's another scenario, like you want to know like what kind of customers are not in the same, not in both the segments. Like you're just trying to find the overlapping and differentiator. These are like, might be critical in your business, right? So you can just leverage the insights to understand, like, for example, this is the differentiator. If I click on this, you will know, like, based on the country or gender, you will be able to differentiate the segments, or based on measures also, like total online spend on churn risk. These are the measures that we have created. So based on this also, you can just come up with a differentiator score. Like, in simple terms, how different is one segment from the other one, or similar is the one segment to the other one. So that's the insight that you're going to get. Just see, it's like your data is into action now. It's like you get rich visuals. It's just amazing, right? It's like pretty fast also. You're going to get a lot of insights out of this platform, okay? And now that I have explained segments, and we will go to the administration part now. So once you have your segments in hand, so what's next? So why do we do all this? Why did we even bring in all the customer data and unify and create measure segments? So we're gonna just export the segments or segment of customer data and utilize it in your line of business applications. For example, it could be customer engagement apps, marketing, sales, or simple power apps, or power automate. You can automate some of the actions for the next best action, right? Okay. So I see some questions. I'll come back to the questions in a while. Let me quickly wrap up the intelligence and the Azure Synapse Analytics as well. Okay. So under the intelligence part, you have predictions and custom models. So what is this custom model doing here? So custom models are taking your analytics to the next level. So you have now capability to bring in data and create measures, segments, right? So after this, what you do, like you can like tailor, you can tailor with some specific models based on your business requirements, and you will be like exporting the data from customer insights into the Azure Blob storage, and you will be like utilizing that to create rich custom models, AI models. And once that model is created and trained with this data, you can bring back that as a web service here. Let me
I don't think I can edit this. Okay. Actually, you're creating a new workflow here. So this workflow will establish a connection between the customer insights instance and your machine learning model. So that model will be like exposed as a web service, and that web service can be called here, and you will be just passing some inputs from here, and that will run the model and give you the prediction score or product recommendation, like whatever it is supposed to be returned to you. So that value can be used in your segments here. So that's one they have done already, the churn prediction, if you notice. I don't think I have option to edit this one. Yep. Ah, yeah, I have. Okay. So this actually is coming from the churn scores. The scored probabilities is the value that the model, the churn prediction model, is outputting as a web service output. And I'm just getting if the churn score is greater than 7, and you just pull those customers into this segment. Okay. So I hope it's quite clear for you now how this all works, how to pull this all together. So for a detailed I have done a very detailed step-by-step video on how to create a custom model using Azure Machine Learning Studio and how to integrate it with your customer insights. So that's in my blog. You can check that out later. And all whatever I have explained now is a very fast track summary, but this really will require some deep understanding. The step-by-step guidance I have provided in my blogs. Okay. And let me go to this predictions. So you can set up some predictions based on AI based predictions on your customer insights profile, the unified customer profile. For example, if some customers are missing some data, for example, it could be gender or any data, if you think is missing, you can just run a prediction. It's out of box capability, and you can run a prediction, and that will actually predict some data on your customer profile, the missing values on your customer profile. But keep in mind the GDPR, all that you have to handle, take care. It's like will be your responsibility. Okay. Well, so that's pretty much I have to show here. Let me go back to the entities again. There's something more I wanted to show. So once you start creating the unified customer profile, you will be like noticing this customer entity is created. So this customer entity is what we are very interested in, right? The holistic view. Okay, this combines all the data, and most often people think that customer insights will be like pulling in data like and keeping all the like combining all the data into a very big data set, but that's not actually right. Data set here will only hold data relevant to customer attribute. Okay, you're only storing customer information here. For example, it could be like the profile details, name, email, contact, or gender, or it could be like locality. So these data will be available, the identities will be available. Then later you have to establish a connection from here to the underlying child records. For example, it could be the point of sale, the loyalty database, or any other transactional database has to be like linked to this unified customer profile. So by linking that way, you will be able to like pull in details from the child records. For example, let me go into the relationships here. You're going to just set up some relationships on your own. Like for example, the here from online purchase to this one is from e-commerce to online purchase, or you can just create from website to your customer insights. So this is something like you will be like setting up on your own. And this activities is what you have seen on the timeline, right? You can set up the activities based on your unified customer profile. So when you set up this activities, you will be like able to bring in all the unstructured data, the interaction touch points on your customer insights profile timeline. Okay, so that's pretty much I think I have covered
for the customer insights part. Now I'll go to the export destinations, but before that I will go back to my slide and let me just pull out this slide here. Okay. So now you have seen, you now have an understanding of customer insights, right? So often people have this question, so why customer insights? Why not the traditional customer analytics like in Power BI or any other systems? Okay, so the reason is the traditional customer analytics are actually custom built and the platform will be like hard coded and you will feel it really hard to adapt. And moreover, your data is in silos. It's not unified as you see in customer insights. So what happens now? The time to implement will be like in months or more, and you will need a deep technical expertise to perform such kind of analytics. And moreover, you cannot really come up with rich analytics because you cannot actually implement AI with such kind of a siloed data source. But customer insights actually fills all this gap. It's a finished SaaS solution and easily configurable, and you can also extend it further because the data is residing on your Azure data like in the backend, and it's on the customer data platform. And this insights can be actually embedded into any of the system that you're currently using because it has capability to integrate with external system and the existing and the Microsoft product suite itself, like Dynamics 365, sales, marketing, etc. And trust me, the time to implement this is in measured in weeks. But if you're just trying out, you just go back home today and start this customer insights in a day module, you will be like able to complete it before evening. Trust me, it's pretty fast for you to understand and configure, and like it definitely will reduce the cost of implementation, and it gives you a better analytics and actionable insights. Okay, so now let's see how customer insights works well with Azure Synapse. Well, so far we have seen, we have been always talking about customer data, right? Like how to bring them together and unify that. Now Microsoft is like introducing a combined power of Azure Synapse Analytics and customer insights. Okay, now customers can not only unify the customer data, but they can also combine the benefit of using it, putting it together with the operational data, financial data, or any unstructured or structured data, okay, with the help of linking it to the Azure Synapse Analytics. So Azure Synapse Analytics is nothing but like it's formally called as the Azure SQL data warehouse, right? So you'll be like dealing with a lot of data, like big data, or you will be like having IoT data, real-time streaming, and just imagine the power like it brings in when you just integrate these two together. You're gonna just like take your business to the next level. Okay, and hold on. Okay, and actually you will be like setting it up in actually you have all your data in the common data model, right? So it's like makes it really easier to combine and get the analytics. And when it comes to Azure Synapse Analytics, like you will be like importing the data there, and you will be like using out of box, like just drag and drop concept only. You don't need to have really high technical skills to do this. Like just understand the concepts, like you'll be like getting it going. And I will show you like where you actually establish a connection in the customer insights. You will have a out of box connection card in customer insights in the export destination. You will just click and you will be like taken to configure the
data source, server name, data source, and once you log in, you will be able to export the data, and it will be like available in your Azure portal under the storage account that you have created. So once your data is there, you can like do pull into your load it into your Azure SQL pool and start creating analytics. And the analytics created there, that's a combined analytics with customer data and your finance or operational data, right? So that can be again passed back into customer insights later for combining and getting a holistic view, not only from other systems, but also from the financial systems as well. For example, if you want to like understand whether you can approve a credit card for a customer, you can just go and verify the previous year past transactions, like how they have performed, and based on that you can take decisions. So you will be just using Azure Synapse Studio to import customer insight data and do the analytics, and will this can be like consumed back in your customer insights instance. Okay, yeah. That's pretty much I wanted to show you now today. Okay, it's like a overview diagram, and both can be combined together by leveraging the common data model. Okay. So that's pretty much I wanted to share with you today. And again, you can connect with me. Here are the links I have shared already to you. And let me just show you the export destination here. So I told you earlier, like you will be consuming your customer insights data in multiple systems, right? Like these are the rich set of connectors available for you to export your data, actually not bringing in, but exporting. For example, like you can using API, you can connect to external third-party systems. You can connect to export to Blob Storage, Synapse Analytics. That's what we have discussed now earlier, and the customer service. Also, you can export it to Teams as well. This is all out of box available for you. Power Apps, Power Automate, Power BI. That's where we'll be like using it more frequently, right? And you can set up export destinations. When you set up export destination, it will be like doing an auto refresh from your segments. Okay. So that's pretty much I wanted to show you. And if you go to the data sources, earlier I think I have shown you the Azure Synapse Analytics data source. So that's where you will pull in your data back from your Azure Synapse Analytics. So you will be sending it from here, the export destination. So this data, customer insights data, will be sent from export destination using this connector card to your Azure, to your Azure Synapse Analytics instance. And once the analytics are done, then you will be like consuming that data from the data sources and importing it into a data source. So that's pretty much I have for today. Let me now move on to the Q&A. And I hope I have some questions. I believe I have seen something on Teams chat. Okay. Okay, so there's one question. The data could be coming from different data source. So what would be the behavior of the data source if the data data sources changed? Okay, so the data actually, when you establish a connection, right, it gets refreshed automatically. Okay, by default, I believe it is 12 hours. You can set up the refresh in the admin section. Like it's recommended to have 4 refresh per day, but you can actually have more, and Microsoft is working on real-time data refresh as well. So any more questions, you can just unmute your mic and ask me. Hello. Hello, Mano. Hi. Hey, hi. I have a question about the distribution. It relates to the AI for sale or AI for customer service. Pardon? The customer insight it relates to AI for sale or for customer service, right?
This customer insights is different from customer customer service insights. So do not confuse those. These are two different products. So customer service insights is the capability of customer service platform itself. It's inbuilt there. This customer insights is totally isolated. It's a different platform, and you will be like bringing in all data sources that has customer data and create a unified customer profile. Then you can, including your customer service data, can be brought in here. You have out of box Dynamics connector, and you can bring in your customer service data into customer insights and create rich unified profiles and rich insights. And those insights can be consumed as a small card in your customer service again. Yes. Hope that makes clear. I understand, like, a lot of people have this confusion between customer insights and customer service insights. We did have market insights as well, so it's like totally different components. And Microsoft is going to come up with actually it's in preview, I believe. Finance insights is also available, similar to customer insights. They do have finance insights. It's in preview, recently released in the month of May. Okay, thank you for your answer. And I have one more question about which language the customer insight support. Language I'm not sure. I have to check that. I haven't explored that, honestly. I know, like, you must be concerned now. You will be like having your data in different language. I think there should be language support. In Vietnam, the very localization. Localization. Okay. I have to check that part for you. I can check and get back to you offline. Can I answer the question? Yeah. Oh, yep, sure. Go ahead. Let's elaborate. Yeah, thanks. So I think I say about the Unicode. So it's not belong to the languages as well, because this is the combination when you using the database, and this will move your database. So it depends on data source. So if your data source is Unicode, so you definitely can support the Unicode even Vietnamese, French, Russian, something like this. So I think the language is not a problem. Yeah, it means in the Vietnamese language, it used to. Yeah, if the Vietnamese language using the Unicode, so I think definitely it works. Okay. Yep. Thank you. Okay. Thank you. Han Khoai, do you have any question about? No, it's good for me. It was amazing. And Timo, Mano? Can I have a question about the integration, the use case when you integration the customer insight and Azure Synapse Analytics? So do you have any use case or something like? Yep, you can think of integrating your finance data with customer data, because customer insights, you can only unify profiles for your customer data, right? So you can like think of scenarios where you like deal with big data and you want to create machine learning models based on big data, because machine learning models work well when you have a rich set of data, right? So you're taking it to advanced level of doing ML on your data for analytics. So that's when you can think of Azure Synapse Analytics. So let's say I can think about the situation when I use the integration, the functionality of customer insight when I using the match and machine learning inside the customer insight, and after that with other stuff like advanced analytics or data warehouse, I can definitely can use the result of the customer insight provide to me. Yes, absolutely. Yeah. Yeah. Okay.
So for matching, matching and unifying the customer data, the customer insights platform itself having the AI capability to do that out of box. On top of that, you can add some for the same data it available in your customer insights. You can do some custom models as well. But beyond that, if you want to still further take it to a complex machine learning model capability, you want to create a ML capability on your data for analytics, then you can consider having your data in Azure SQL data, so data warehouse. That's the because that's where your data, finance data and all will be residing already, right? So you can just integrate them together. Yeah, so it's very good to know it. Thanks. Thank you. Any other questions, guys? And thanks, David, for answering that question. I really learned something from you today. Yeah, me too. So I'm looking forward to seeing to have more the interview section with you for Vietnamese Makers on behalf of Microsoft. On behalf of Microsoft, we have a lot of people would like to know more about the customer insight as well as the Power Platform. So. Okay. So it's really good to learn more from you guys. Thanks. Thank you so much, David. I will absolutely love to be part of this young growing community. I'm really impressed today morning because like you guys started at 8:30. I couldn't imagine. It's too early for me. And the amount of questions coming in and the way you guys interact, it's like I have just pulled into a study group. That's what I feel. I think you know, this is the first time I'm joining this community, but I think very helpful for all the people who joining the meeting. And after that, I hope the records will be revived for the community so that anyone can learn from you guys. This recorded session will be uploaded to our ASEAN's BizApps community YouTube channel. It will be available there. Koa will share the links with the meetup members today, the audience, and we will have I really appreciate like all of the attendees to be part of this, like not only learning but also you can start sharing, contributing, you can come up and speak in this kind of sessions, like Yeah, absolutely. Really appreciate your time. Thanks. Thanks so much. And there's a feedback form. It will definitely help Koa to come up with more innovative thoughts. You leave your thoughts there for him. So let's like grow this community further. Yeah. Thanks, Koa. Nice to be here. Thanks, Mano, for your time sharing with us. And I appreciate your time here. Thanks everyone for questioning, and we are coming to our last session. Don't forget to give your feedback on the form I put in the chat window with a link. So thank you, Mano. We hope to see you in future events. Sure, Koa. Love to. Okay, so now we are to the next. Go into the next session. Phà, are you there? Có đâu Phà ơi? Ok. Để em share cái ring trước. Hello mọi người. Thì mọi người có thấy cái màn hình em share chưa? Rồi, anh thấy rồi. Dạ rồi, ok. Thì xin chào mọi người. Em hôm nay thì em sẽ đi tiếp session thứ ba, là session cuối cùng của cái event hôm nay, là liên quan tới cái phần là em sẽ giới thiệu mọi người về cái Dynamics 365 for Field Service. Thì cái này ở Việt Nam thì cũng nói mà triển khai thì em nghĩ nó cũng ít chứ không có nhiều. Nhưng mà dần dần về đây thì em cũng gặp nhiều người, rồi cũng gặp nhiều công ty hỏi về vấn đề này. Thì để giới thiệu cộng đồng thì em sẽ giới thiệu về những cái mà Field Service nó có và nó có thể giúp ích được gì cho mình. Đó. Thì em giới thiệu sơ lược bản thân em chút xíu. Thì em Phà, sinh năm 90. Thì
thì cũng còn trẻ so với mọi người rất nhiều á. Em hiện tại thì đang phụ trách cái mảng CM ở DI Central. Rồi thì em với anh Khoa thì cũng có biết nhau trước đó, rồi cũng trao đổi thì anh em cũng muốn boost up cái cộng đồng mình lên để mình, em biết ở ngoài cộng đồng mình thì có rất nhiều anh em giỏi, rồi những người biết rất nhiều thứ. Thì em hy vọng là sau session tiếp theo thì sẽ có gặp nhiều người hơn nữa. Thì cái thông điệp của em ngoài cái việc giới thiệu về cái field service ra thì là em muốn trao đổi mọi người chút xíu. Cái mình mong đợi là mình hãy bắt đầu những cái thứ mà nó đơn giản trước. Ví dụ như bây giờ em introduction về field service là một thứ rất đơn giản, mình có thể có Google đã ra rồi á. Chứ nhưng mà mình hãy bắt đầu từ những thứ đơn giản rồi mình sẽ đi sâu vào nhiều hơn nữa thì cái cộng đồng mình sẽ càng ngày càng phát triển hơn. Đó. Rồi. Thì cái agenda của em á thì sẽ bao gồm là cái phần là giới thiệu về cái field service. Cái thứ hai nữa là sẽ nói về những cái tính năng của field service. Cái thứ ba nữa là sẽ đi qua một số cái resource của field service, và cộng thêm nữa là em sẽ trình bày một cái configuration về field service trên mobile. Thì cái này rất value đối với những người mà sử dụng field service. Cái mục cuối cùng là Q&A. Đầu tiên là em đi vô service introduction. Rồi thì ở trong mọi người thấy cái hình này thì là trên đây nó sẽ có rất nhiều cái, ở trên này có rất nhiều sản phẩm của Dynamics 365 Platform. Thì từ sale, customer service, field service, marketing, project automation. Rồi bên cạnh đó thì sẽ có finance operation, rồi retail talent, thì bây giờ nó trở thành là cái nãy là human resources. Rồi thì trong đây thì nó còn có thêm một cái nữa là business central đó. Thì cái field service là mình nằm đây. Vậy thì cái field service nó sẽ đóng vai trò như thế nào và nó phù hợp đối với những cái industry nào? Thì cái field service của mình á, thì nó sẽ phù hợp đối với những cái industry về manufacturing. Thì trong đó là có về thiết bị y tế, về thiết bị y tế, rồi cộng thêm nữa là về healthcare, rồi những cái quá trình mà bảo dưỡng, bảo trì các sản phẩm công nghiệp. Ví dụ như máy lạnh nè, rồi máy phát điện, hoặc là liên quan tới những thiết bị y tế giống như là các máy siêu âm, rồi các máy nội soi. Thì cái đó là đòi hỏi là cái field service phải tức thời và xử lý được ngay đó. Thì là cái field service mình sẽ mang value lại chỗ đó. Rồi đó, đây là một cái pipeline mà mình có thể thấy. Đầu tiên là sẽ có cái contract man, rồi schedule dispatch, rồi inventory management. Thì cái inventory management này nè thì nó thường nó more detail về cái phần quản lý bare bạc, tức là quản lý những cái item, những cái thiết bị, những cái linh kiện của cái sản phẩm đó. Thì nó thông qua là những anh kỹ thuật đó, anh sẽ đi để hỗ trợ, thì anh sử dụng cái field service for mobile, rồi connect field service, rồi để là cái mục đích là để giải quyết được cái vấn đề của khách hàng ngay tức thời đó. Thì ở trong cái field service này á, thì nó có là cái schedule resource intelligence, tức là ở đây nó sẽ sắp xếp được cái lịch của làm việc của các anh technician đó. Thì những anh technician này nè là bao gồm những người á, là contract, hoặc là những người thuê ở ngoài dạng hợp đồng, hoặc là thuê những người là cơ hữu của công ty, là user đó. Rồi nó sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin để make sure rằng á, là khi mà tôi đến đó tôi sửa cho anh là tôi sửa lần đầu tiên, tôi sửa xong chứ không cần phải quá nhiều đi tới đi lui quá nhiều lần để xử lý cái vấn đề đó. Đó. Thì cái này là introduction của Microsoft. Rồi. Thì cái field service là nó deliver service proactive, là nó ở đây ha. Nó đưa ra những cái service call này á, là nó hiểu là nó đưa đến đúng người. Ví dụ như là ở trên đây mọi người thấy cái hình em để không, là IoT alert,
Thì một trong những cái mà cái field service này nó thú vị với mình á là nó có kết hợp với IoT. Thì cái IoT thì ở Việt Nam thì nó cũng không phải là quá quá mới, nhưng mà thực hiện nhiều á thì nó là ít. Nhưng mà về biết, hiểu biết thì mọi người đã biết nhiều rồi. Nhưng mà về thực tế mà liên quan tới IoT mà nó được tích hợp vô trong những cái sản phẩm á, ví dụ như máy lạnh hoặc là máy phát điện hoặc là những cái sản phẩm liên quan tới thiết bị y tế thì nó ít. Thì ở nước ngoài á, thì người ta đã làm nhiều rồi. Tại lần đầu tiên mà em nghe Microsoft giới thiệu về Field Service á, thì mọi người đã có một cái case study như vậy nè. Tức là người ta tích hợp một cái thiết bị IoT vô trong cái máy pha cà phê. Thì cái máy pha cà phê nó vẫn cái người ta sử dụng hàng ngày á, xong rồi khi mà nó thiết bị đó, cái bề mặt đó nó sắp hư hay là nó bị hư gì đó, thì thiết bị IoT này nó tự động nó gửi thông tin về trên hệ thống CM là cái field service này nè, rồi nó sẽ ghi nhận những cái case này, rồi sau đó là nó sẽ có người để liên hệ lại với bên cái việc sử dụng của cái thiết bị đó để là thông báo bảo hành, bảo trì hoặc sửa chữa đó. Thì một cái case rất là hay. Rồi thì là mình sẽ cung cấp được những cái thiết bị, rồi cung cấp những cái dịch vụ mà tức thời. Thì bên cạnh đó thì cái field service này nó cũng tích hợp vô cái phần customer đó. Thì mình mọi người thấy cái hình ở trên đây của em nè, thì nó có phần customer là bao gồm account và contact, thì mình có thể hiểu được 360 độ view của một ông khách hàng đó. Đó, thì kết hợp chung với những cái việc mà cái platform thì nó có sales, customer service, thì field service nó sẽ sync up dữ liệu với nhau để mình hiểu thêm về khách hàng đó như thế nào. Đó. Rồi tiếp theo đây là cái phần hay của field service. Tiếp theo là nó liên quan đến phần là casual resort, là mọi người thấy ở đây nè, ở đây có rất nhiều resort nằm ở bên cái hình em để lên đó. Thì nó sẽ thấy được là các anh này nè có những cái work order nào đã được book như trong khoảng thời gian nào, rồi cái duration của nó là bao nhiêu đó. Thì nhìn lên đây, bên cạnh đó thì nó có luôn thêm một cái map view là để biết là cái anh này á, là cái đường đi ảnh như thế nào đó. Rồi thì cái việc này dùng để cho mình quản lý được những đưa ra được là cái attention nào phù hợp để xử lý được cái case đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình quản lý được resource được tốt hơn, rồi có thể optimize được những cái resource này đó. Thì ví dụ như trên đây mình thấy được những rất nhiều cái status như cancel, commit, complete, confirm, delay, hand in progress, on red đó. Là mình thấy được status của những cái anh này nè, thì khi nào anh available hoặc là khi nào là cái khay anh đã xử lý xong chưa hoặc đang ở trạng thái nào thì mình sẽ thấy được. Rồi ensure chắc chắn rằng là cái việc sử dụng cái field service này là để làm tăng cái khả năng chắc chắn của một anh technician khi mà anh tới anh sửa chữa cái thiết bị đó, sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin của anh technician đó, cộng thêm là cung cấp đầy đủ thông tin của cái thiết bị cũng như là nó đang bị lỗi cái gì hoặc là nó cần cái kỹ năng gì để đi sửa chữa cái đó. Đó. Rồi tiếp tục là sẽ track được cái service của mình, là để ví dụ như là khi bắt đầu tạo một cái service thì mình có thể có những cái activity nào. Đó. Rồi bên cạnh đó thì là kể cả là khi mà anh sử dụng cái field service for mobile á, thì là anh có thể cần là chưa cần đến internet, anh có thể xử lý bằng các dữ liệu offline của anh đang có ở trên cái field service mobile, hoặc là anh input dữ liệu vô, đến khi mà có internet thì tự động nó sẽ đồng bộ về trên hệ thống field service đó. Còn ở đây thì nó có một cái con bot để help technician. Thì con bot này thì đối với ở Việt Nam mình thì nói về bot, về những cái con virtual agent thì nó còn mới lạ. Cũng cộng thêm nữa về cái ngôn ngữ nó hỗ trợ, thì cái về ngôn ngữ Việt Nam thì tiếng Việt thì nó còn hạn chế rất nhiều, gần như là sử dụng là tiếng Anh là sẽ ok hơn, còn tiếng Việt thì theo em biết là nó chưa hỗ trợ. Rồi em sẽ tiếp phần field service feature. Thì cái field service key feature của nó là
hiểu về 360 độ view của ông khách hàng. Đó. Thì dựa vào những cái dữ liệu mình đang có của sales, marketing, customer service thì field service team có thể thấy được cái thông tin khách hàng đó và hiểu được những cái những ông khách hàng đó đã support những cái case nào rồi, rồi mình đã đi sửa chữa trước đó là anh nào đã sửa chữa cái trường hợp đó, mà nếu mà bây giờ tôi đi sửa chữa tiếp thì tôi có dữ liệu history như thế nào. Đó. Rồi. Cái phần tiếp theo nữa là customer engagement engagement, tức là nó cung cấp được cái bọt tồ để cho mình giữa bên customer có thể đẩy những thông tin đó vô, post những đưa những cái case đó vô để xử lý, hoặc là những cái partner đối tác sửa chữa của mình. Ví dụ như về thiết bị máy lạnh đi, thì là có một doanh nghiệp nó là nhà máy làm máy lạnh, nhưng mà cái việc mà đi sửa chữa của nó là các đại lý hoặc là các đối tác để sửa chữa vệ sinh máy lạnh, thì những cái này là nó sẽ có một cái partner để quản lý, cái partner bọt thò để quản lý. Rồi khi mà làm thì nó sẽ có work order management, thì trên work order management nó sẽ có những cái SLA và những cái entitlement. Rồi trên khi mà nó work order thì nó sẽ có về tiền, về chi phí đó, thì mình sẽ quản lý được những cái đó. Rồi cái service contract này là nó để đảm bảo là ví dụ như khi mà anh mua một cái thiết bị là cái máy siêu âm đi cho một phòng khám đó, thì nó sẽ có một cái service contract để maintain những cái warranty và những cái cam kết bảo hành bảo dưỡng đó. Rồi tiếp theo là cái phần mobile. Cái phần mobile này á, là phù hợp cho những anh technician nè, những anh mà thường xuyên là đi ở ngoài, ảnh đâu ngồi ở công ty đâu, ảnh ở ngoài, hoặc là những cái chạy tới chạy lui để sửa cho chỗ này xong rồi sửa cho chỗ khác đó. Thì cái việc mà boot notification cho ảnh rất là quan trọng, và cung cấp đầy đủ thông tin cho ảnh là rất là quan trọng. Thì chút xíu nữa là em sẽ trình bày cái việc mà sẽ cấu hình được cái field service ở trên cloud xuống mobile đó. Rồi tiếp theo nữa là khi mà anh này đi sửa thì cho ảnh cung cấp được cái equipment management, tức là cho ảnh vô để biết được là những cái bao bạc này nó bao gồm những cái thông tin đó, về chế độ bảo hành, về những service của nó như thế nào đó. Rồi cái knowledge management thì khi mà mọi người thấy knowledge management nó cũng giống như là knowledge article ở bên customer service vậy, thì cái này sẽ cung cấp ảnh là ví dụ như là khi mà tôi thay thế một cái bao bạc này nè thì tôi cần phải làm các bước 1, 2, 3, 4 thì nó bắt đầu là để thay thế hoặc kiểm tra, sau khi mà thay thế xong là sẽ kiểm tra các bước như thế nào, thì nó sẽ cung cấp được cho ảnh những cái technique cũng như là cái knowledge để khi mà xử lý những cái case như vậy. Rồi tiếp theo nữa là cái phần schedule and automation, tức là nó sẽ tự động schedule và cũng như assign resource dựa vào cái kỹ năng và location của anh đó. Ví dụ như là bây giờ anh đó có kỹ năng là đi chuyên vệ sinh máy lạnh đó, mà ảnh ở khu vực quận 3, thì khi mà có một cái case mà khách hàng yêu cầu là vệ sinh máy lạnh mà khách hàng ở quận 3 thì sẽ assign cho cái anh đó để ảnh đi tới cái khu vực đó để mà ảnh thực hiện. Rồi inventory, spare and logistics, thì cái này là inventory and bạc á. Spare ở đây tức là bare bạc, tức là những cái linh kiện, thì nó sẽ được update real time để make sure là cái đầy đủ thiết bị để cho anh này ảnh order và có thể là ghi nhận được thông tin để kiểm tra tồn kho hoặc là những cái bạn đang available để anh có thể sử dụng được. Rồi analytics thì tức là cho những bây giờ là mình làm simple thôi, tức là nó không có quá sâu, thì mình sẽ có những cái dashboard, những cái bảng biểu để cho xem được những cái kết quả hoặc là đo đếm được, thấy được cái chỉ số của những của cái field service này như thế nào. Thì em sẽ đi qua một số cái màn hình mà của field service. Thì ở đây là em liệt kê ra một vài cái màn hình cơ bản của field service thôi. Thì chút nữa em sẽ show lên cái giao diện chính của field service như thế nào. Thì ở đây là một số màn hình của field service. Ở đây mình thấy là cái work order nè. Cái work order này mình sẽ thấy được là cái service account, cái billing của nó như thế nào. Rồi cái work order của nó, cái work order type, đây là các thông tin cơ bản của một cái work order. Bên có nó sẽ có product, rồi service, service tag nó như thế nào. Rồi ở đây là các step để xử lý work order, robust, rồi work order, rồi schedule work order và đóng cái work order đó. Khi mà anh technician anh đi thì anh sẽ làm các bước này để cho đến khi nào kết thúc được cái work order này thì thôi.
Còn đây là một cái màn hình là cái lưới của phần book resort booking, là cái resort đã được book đó. Thì ở trong đây nó sẽ có được cái resort này á, thì resort này bao gồm là có resort nó dạng contact và một dạng thứ hai là dạng user. Rồi ở đây là một cái field service mà cái schedule bar, thì ở đây em có tạo ra một cái dữ liệu tạm là cái schedule bar là fixed air conditioner, là duration là 48 giờ. Đó. Thì khi mà lên đây thì mình sẽ thấy là trong trong cái khoảng thời gian này nè, là cái anh này anh sẽ thực hiện cái work order này. Ở đây là một số cái key ở trên cái work order đó, ở trên cái service delivery. Rồi. Thì để cho dễ thì em sẽ show một cái giao diện của bên thì đây là một cái giao diện về cái schedule bar, mà cái này là mình dễ nhìn thấy nhất, và nó hồi nãy mình có trao đổi về cái phần có nói về cái giới thiệu về cái việc mà nó sẽ intelligent, nó sẽ tự động rời sai. Thì về cái tự động rời sai á, thì là em chưa có làm qua, nhưng mà ở đây là mình sẽ thấy được là cái bạn này nè, thì bạn đang được booking ở trong cái khoảng thời gian này. Đó. Rồi ở đây là một số cái resort đã được booking. Đó. Ở đây là các thông tin cơ bản ở trên cái resort booking đó. Ở đây thì sẽ có được cái hourly rate, là một rate một giờ là bao nhiêu tiền, rồi cái schedule như thế nào, rồi work hour sẽ như thế nào. Rồi bên cạnh đó thì mình sẽ trên resort đó sẽ có được cái characteristic của cái resort đó, ví dụ như là cái bạn Alison Dixon này nè, thì sẽ có những cái characteristic nào đó. Là những kỹ năng của bạn. Rồi thì ở đây nó sẽ có phần service sale inventory. Rồi. Đây là một số giao diện mà mình sẽ thấy ở trên cái phần field service. Tiếp theo nữa thì em sẽ đi qua cái phần là mobile setup. Thì cái mobile setup này nè, thì nó đầu tiên á là mình sẽ đi lên cái mobile setup này á, thì nó sẽ mang value rất nhiều cho với những anh kỹ thuật mà hay đi ra ngoài. Đó thì anh sẽ thấy được notification và thấy được những cái work order được assign cho ảnh, và thấy được cái thông tin mà ảnh có thể giúp được ảnh khi mà ảnh đi xử lý cái issue đó, cái hay đó. Thì đầu tiên là mọi người lên download cái field service mobile thì nó đang là free. Rồi cái việc tiếp theo nữa là cái field service này nè, để sử dụng trên mobile á, thì nó phải thông qua một thằng thất bạc ti, đó là Resco này nó build một cái solution là Woodfall. Thì mình phải install được cái sổ xanh Woodfall này vô trong cái phần CRM. Đó. Sau khi mà import xong rồi á, thì mình sẽ thấy được cái giao diện là nó có nguyên một cái phần Woodfall đây. Chờ em chút xíu. Đây. Sau khi mà mình install cái Woodfall vô rồi á, thì mình sẽ thấy ở đây có một cái là mobile CM nè, nó sẽ có các thông tin mà ở bên Rico cung cấp cho mình ở trong cái solution này. Đó.
khi mà mình lên được cái WooFor xong rồi á, thì ở đây nó sẽ có là cái mobile CM WooFor. Mình lít vô đây. Lít vô đây á, thì mình sẽ theo hướng dẫn á, thì mình sẽ tải một cái project template ở đây. Mình tải được cái project template. Xong rồi á, mình import vô trong đây thì sẽ được là cái project template này. Rồi mình đi các bước là theo hướng dẫn. Thì mình sẽ có cái việc là sẽ đây. Đó. Sau khi mà mình import vô xong rồi, mình sẽ thực hiện là phân quyền trên đây nè. Project property thì mình chọn là cái field service administration, administrator, dispatch, inventory, purchase, resource, sale version. Mình sale lại. Sau khi sale xong rồi mình sẽ public nó ra. Rồi, khi public ra xong rồi á, thì bước tiếp theo mình á, là mình phải xử lý cho anh này, anh sử dụng được cái sample đó, thì mình phải là tạo cho anh là một cái resource, là như là resource là file win. Đó, cái thai đây là user. Thì ở đây là cái chọn phải chọn user. Đó. Sau khi mà user xong rồi á, mình tạo booking resource xong rồi á, thì mình qua ở bên cái safety của user này nè, mình thực hiện phân quyền ở đây. Thì bây giờ em phân quyền cho em là admin, dispatch, inventory, purchase, resource, sale version. Đó. Sau khi phân quyền này xong rồi á, thì bắt đầu là mình đăng nhập vô trong cái field service mobile. Thì đây là một cái giao diện field service mobile nè. Thì mọi người thấy rất là rõ là ở đây có dashboard, account, contact, booking, work order, product, customer access, IoT alert. Thì những cái IoT alert này nè, ban đầu á, là em định làm demo á, là demo cái dạng IoT alert này nè, nhưng mà cuối cùng nó không được. Thì để em sẽ deeply tìm hiểu thêm sâu vô nữa, coi thử là nó cần cái gì thêm nữa. Tại vì nó này có liên quan tới kết nối vô trên Azure nữa, cho nên là nó phức tạp mà mình cũng không có đủ resource để làm. Rồi. Sorry anh xíu cho em hỏi xíu, tại vì em cũng có work cái field service rồi á. Yeah. Thì ngày xưa cái bản field service hồi xưa em làm cách đây khoảng 2 năm á, thì em nhớ là có install cái WoodForge solution này. Yeah. Đó, tuy nhiên sau khi lên bản Dynamics 365 for field service mới rồi á, thì em nhớ là hình như mình không có install nữa, mà nó có sẵn luôn hai cái app. Đầu tiên là một cái app field service gọi là Model Raven app. Thì cái app này là sẽ sử dụng trên cái giao diện Model Raven app, Unify app của Microsoft, và một cái app nữa là field service mobile. Là nó có sẵn luôn, mình sẽ dùng, mình connect thẳng, có user và mình connect thẳng luôn, chứ mình không có install cái WoodForge solution này nữa. Thì em không biết là em có bị miss update gì hay không, hay là tới thời điểm hiện tại mình vẫn phải install cái WoodForge solution của cái thết đặc tì này. Tại vì là mình cũng tìm hiểu á, xong rồi cái mình thấy là cài cái Field Service Mobile, xong rồi là mình dùng cái username password mà mình truy cập vô á. Cái username password mình đang được gán ở trên Field Service web á, thì mình không thể đăng nhập vô được. Không, chắc chắn là anh phải tạo cái trong cái entity resource của Field Service, anh phải set up nó là một cái resource rồi, thì nó có rất là nhiều cái type. Nếu mà support sẵn á, thì mình sẽ có cái type là user và sử dụng thẳng luôn cái user O365. Thì mình install, có nghĩa là mình connect vào thì vẫn được. Có nghĩa là mình cũng làm, cái mới đây mình cũng làm rồi và mình thấy là không cần phải install cái WoodForge này á, thì không biết là mình có bị miss hay không, hay là bắt buộc. Cái này á là tại vì mình làm hôm kia là mình làm tới làm lui á, không ăn nhập được, xong rồi mình mới cấu hình lại bằng cách là sử dụng cái Redco này. Tại vì ban đầu mình đăng nhập bằng cái tài khoản đó, xong rồi mình cũng đã tạo booking rồi á, nhưng mà nó không có vô, nó báo lỗi. Mà có một số cái màn hình lỗi, tại vì mình không có resort lên đây để trình bày. Cho nói chút. Dạ. Thực ra là phải cài cái solution, tại vì á là cái Microsoft nó build lại á, trước tiên á mình phải hiểu ý nghĩa là thế này. Microsoft mua Redco. Yeah. Đúng không? Yeah. Trước đó thì Redco đã bán rất nhiều cái customer, mà bây giờ Microsoft mà mua rồi á, thì mà Microsoft mà bỏ đi cái solution mà WoodForge á, thì điều đó có rất nhiều cái existing customer của Microsoft nó sẽ bị die, nó không có chạy được. Do đó là khi mà có cái solution mới á, theo anh biết á, là vẫn phải cài cái WoodForge đó. Nhưng mà ứng với bên cái app mobile á, thì mình không có cần phải config gì.
cái app mobile mới á. Dạ đúng rồi. Cái app mobile cũ á thì bạn là của Getco á, hiện tại Getco nó theo cái chính sách mà mua license cho khách hàng á vẫn còn phải bảo hành bảo trì vài năm gì đó. Nhưng mà tới một thời điểm nào đó nó sẽ stop. Thì bây giờ á là khi mà mình xài cái app cũ của Getco á thì bắt buộc mình cũng phải config. Đó, đó là về về mặt kỹ thuật đó nha. Là ở phía dưới, do đó hồi nãy bạn Phà có nói á, là nếu mà không cài cái solution mà Woodford á thì đảm bảo không đăng nhập vô được cái mobile mới. Anh cũng xua luôn. Nếu mà về mặt kỹ thuật là đảm bảo, tại vì á là nó phải cần cái xác thực cái gì đó. Dạ không anh Phước, tại vì ý em nói là giống như là khi mà mình đăng ký cái Fusovit rồi, ý là mình bắt buộc mình phải cài hay là trong Microsoft khi deploy. Ý là bắt buộc phải cài thêm hay là trong deploy mình của Microsoft sẵn là có rồi. Ý là có sẵn rồi, sau đó deploy á, ý là lúc mà đăng ký mới á, ví dụ như bây giờ những cái tenant cũ hiện tại ví dụ như không có đi ha, thì mình cài solution rồi. Ví dụ bây giờ em đăng ký một cái mới á thì cái Woodford solution đó nó được install sẵn hay là bắt buộc mình phải download một cái solution đó riêng trên cái Woodford và mình install vào. Ý em là vậy. Theo anh nghĩ là nó cần phải chạy một cái solution mà Woodford tới khi nào mà cái thằng thằng Getco mà nó hết support á thì Microsoft bắt đầu nó mới migrate hết tất cả các data qua. Nếu tại vì bây giờ là nếu vậy thì nó phải đội của nó phải làm hai thứ được, nhiều thứ trong đó. Do đó nó thà nó cài vô cái solution Woodford để tất cả các customer cho dù cũ hoặc mới đều có cái solution đó và bắt đầu nó đi với laptop tiếp ở trên cái mobile. Rồi về đúng rồi thì nhưng hiểu, mà tại vì do bạn Phà đó là không đăng nhập được đúng không Phà? Dạ đúng rồi, là em phải cài cái Woodford vô. Tại ban đầu là cứ nghĩ là à, là cái Fusovit trên đó đó là đã có rồi, tài khoản mình có rồi, bây giờ chỉ cần nhập cái URL vô xong rồi nhập thông tin, nhập username password là vô, nhưng mà thực tế là không có vô, là không là có đăng nhập đâu được. Đó sẽ có mention cái document này nhưng mà mình sẽ gắng tìm hiểu thêm thôi. Dạ rồi tiếp đi Phạm. Dạ thì sau khi mà cài Woodford vô xong rồi thực hiện cấu hình và tạo download những cái template về project template để cấu hình và phân quyền xong rồi á thì mình trên đây nè, ở trên các mobile nó sẽ có hai mode, là nó sẽ có hai chế độ là khi mà anh đăng nhập vô á thì đăng nhập đầu tiên á nó sẽ đăng nhập để cho offline mode, là anh nhập password vô và confirm password xong rồi á là nó chuyển qua online thì nó sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản mà của trên Office 365 là phawina@d365communityvietnam.microsoft.com đăng nhập bằng tài khoản nó vô. Sau khi mà đăng nhập vô xong rồi á thì nó sẽ load dữ liệu đây nè, mọi người thấy đầu tiên không, nó connecting là 0% nó sẽ quay. Thì em thấy cái tỷ lệ quay này nó rất là nhanh nha, thì chỉ cần trong vài giây thôi là nó sẽ full fill đầy đủ dữ liệu vô đây, là đẩy 100% là nó không load nữa đó. Thì ở trên đây nó sẽ có nhiều cái màn hình ở trên đây, thì ở đây có dashboard, account, contact, booking và order, những cái này mà cái anh technician anh rất là cần để xem đó. Rồi thì ở trên đây sẽ có chi tiết những cái order, thì em mô phỏng là chỉ resort ở đây là ba màn hình thôi, nhưng mà ở trên màn hình ở trên mobile thì nó sẽ có nhiều thứ lắm. Rồi thì em đã đi qua giới thiệu sơ về cái phần field service rồi á, thì mọi người nếu mà có question gì thì mình sẽ trao đổi, thì tại vì cái này cũng là khá là mới, mang tính chất là introduction. Nếu mà có những cái câu hỏi mà technical hoặc là hỏi về business sâu vô á thì nếu mà trong lúc này em trả lời chưa được á thì em sẽ note lại và sẽ phản hồi ở trong group cho mọi người cùng nắm, giống như là một cái topic để cùng thảo luận ở trên đó luôn, thì để cộng một phần á là sẽ warm up cái cộng đồng mình lên. Đã. Cái field service này Phà ơi, anh nghĩ có cái idea là có thể mình ngoài cái mấy cái dịch vụ em nói á, mình cũng có thể dựa vào nó mình build up một cái, ví dụ như bên phía về mặt xã hội, về sở cảnh sát ví dụ vậy, thì phía cảnh sát sẽ là cái center ở đó, thì mình có những cái app thì người dân á sử dụng cái app đó, ví dụ như có vấn đề gì về xã hội, về tội phạm ví dụ vậy, thì họ sẽ log vào trong cái app đó, thì data nó sẽ được đưa về
phía center thì cảnh sát đó, mấy người công an đó, họ có thể họ check nhanh chóng những cái case đó rồi họ xử lý. Dạ. Thì chắc là cũng là một cái use case đúng không? Dạ. Mình được nhưng mà em hiểu ý của anh Tuấn á. À. Nhưng mà cái UK này nó sẽ make sense hơn đối với cái app, cái bùa app hơn. Tại vì cái bùa app thì cái việc mà để cho public ra để mọi người sử dụng nó sẽ tốt hơn là cái việc này. Tại vì cái field service này á, thì nó more về cái phần dịch vụ ở ngoài sửa chữa. Còn nếu mà vô thì nó sẽ có, tại vì trong này nó có liên quan phần licensing nữa. Đó. Cho nên là nó sẽ vướng chỗ đó thì rất nên là khó mọi người có thể triển khai ra cộng đồng lớn, chỉ trong doanh nghiệp thì có thể sử dụng được để đáp ứng được thôi. Hình như anh Phải, hình như em nhớ trong cái phần mà login của cái field service đó mình sẽ có chế độ anonymous. Không, nó có hai mod thôi. Một mod là standard, một mod là authenticate. Đúng rồi, không, nó có hai mod đó thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em nhớ ngày xưa mình có một cái mod nữa là anonymous. Nếu trên cái phần mà nếu mà anh có install cái Woodford project á, anh import project anh cần thiết trên đó á, thì em nhớ là nó có một cái anonymous mod nữa hay sao á. Thì đúng là em vừa mới download cái app for mobile thì nó đang có hai mod standard với authenticate 2 đúng á. Đúng rồi. Đó, thì em nhớ có một cái anonymous nếu mà anh để install được cái Woodford project á thì anh có thể là cài cái Resco Fusobit, thì em nhớ là có một cái anonymous. Thì cái anonymous này á, thì nó cũng sẽ tạo cái resource. Thì trong resource thì mình hay sử dụng cho cái view như external liên quan tới contact chẳng hạn. Dạ em hiểu rồi. Tender. Đó. Dạ rồi. Thì cái đó hồi sáng là em cũng trao đổi với anh Khoa là cái mà em đang concern nhiều nhất, tức là về cái license. Tại vì á, là khi mà Field Service Mobile á, đòi hỏi á, là nếu mà em xài Field Service Mobile nha thì nó phải là user. Mà user ở trên Field Service thì sẽ là tốn license, tốn tiền. Đó. Nhưng mà đối với những người mà làm dạng contract cho bên mình đi thì mình đâu thể nào mình mua license cho họ mà thay đổi liên tục cái đó được. Tại làm còn chắc là làm thời vụ, có thể là mùa này tôi làm, mùa sau tôi nghỉ, rồi mùa tới tôi lại quay lại. Thì nếu mà vậy thì chắc là có cái Redco giống như nãy bạn trao đổi á, thì mình nghĩ nó sẽ make sense đó. Ok anh. Dạ. Tại vì để em coi thử cái Redco em đang như vậy. Dạ. Em đào vô thử. Dạ mọi người có câu hỏi gì thì mình cùng trao đổi để mình hiểu thêm, tại cái phần này cũng là khá là mới với mình á. Mọi người có thể kết nối có cái link đến LinkedIn của Phà trong chat window và mọi người nhớ cho feedback nha. Sẵn thông báo với mọi người là tháng sau là chúng ta sẽ có một cái event rất là hay offline, Microsoft tài trợ rất là nhiều thứ luôn, sẽ chúng ta sẽ làm một cái event để update những cái release wave 2, những cái item mà update mới trong cái release wave 2 trong tháng 10 á, tháng 9 mình làm để mình đón đầu cái tháng 10 để mình update những cái gì mới trong Dynamics 365 Pro Platform, những cái gì mới trong trong tháng 10 nó sắp ra rất là nhiều thứ luôn, mới tới cả trăm mấy chục item lận. Thì hy vọng là tháng sau là mình sẽ có sự hỗ trợ của Microsoft, mình sẽ làm một cái offline ở văn phòng của Microsoft hoặc là ở một cái địa điểm nào đó bên ngoài, nếu mà tình hình dịch bệnh cho phép nó khả quan hơn á, thì là mình có thể làm ở văn phòng của Microsoft trên Nguyễn Du á, thì mình sẽ làm một cái nó đầy đủ và nó quy tụ mọi người nhiều hơn, chuyên nghiệp hơn. Thì là hy vọng mọi người sẽ sắp xếp thời gian để cho nha. Tháng sau thì cộng đồng của mình sẽ định kỳ mỗi tháng một cái meetup vào thứ bảy thứ hai, tức là thứ bảy của tuần thứ hai, là định kỳ là mỗi tháng có một cái vậy để mọi người cùng update nhau, cùng chia sẻ thông tin, cùng học hỏi lẫn nhau. Thì tháng sau sẽ rất là hay và em cũng đang mà team cũng đang mong chờ tới cái tháng
tiếp theo sẽ rất là nhiều thứ rất là hay ho. Thì hiện tại là sẽ Microsoft đã ok để cái việc support cộng đồng của mình, và cũng sẽ có anh Đạo hồi nãy anh David á, và cũng sẽ có hỗ trợ cho mình một session nữa. Thì hy vọng mọi người đã có thể sắp xếp thời gian cho event lần sau nha. Còn còn bây giờ thì chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Mình kết thúc sớm hơn dự kiến, 11 rưỡi và 11 giờ là xong rồi. Nhưng mà cũng có khá nhiều thông tin hay ho rồi. Hy vọng mọi người cảm thấy học hỏi được nhiều thứ từ cộng đồng, và hy vọng mọi người có thể đóng góp những session của mình, những hiểu biết của mình, không cần phải chi tiết đến mức cụ thể đâu. Mình chỉ cần những cái giống như Phà nói là những cái basic thôi, là mình có thể, có khi mình biết nhưng mà những người khác lại không biết, thì mình có thể stand up để mình chia sẻ với mọi người, để cùng mọi người cùng học hỏi lẫn nhau, sẽ rất là hay. Em mới cài vô cái Reco CM á, nhưng mà thấy là nhập cái external link vô thì nó ok, nhưng mà đi vô trong sâu vô thì không thấy liên quan tới field service mà thấy nó là cái CM thôi, có product case. Em sẽ gửi màn hình lên cho mọi người coi. Đây là cái Reco CM. Em cũng nhập vô cái đường dẫn là cái phần mà rồi, với hồi nãy lúc nãy là có một anh Phong á, thì em sẽ show cho anh thấy được cái màn hình mà của khi mà mình đăng ký trial á, thì mình sẽ được rất nhiều thứ trong đây anh. Nè, đăng ký trial xong thì anh sẽ thấy được rất nhiều thứ trong đây. Dynamic 365 Custom Configuration Connect Field Service Customer Service Hub Field Service. Đó, mấy cái này. Thì khi vô mà anh vô Custom rồi á, thì anh sẽ thấy là trong đây nó sẽ có là bao gồm là Sales Service Marketing. Đó. Thì thấy rất nhiều thứ thì anh có thể vô đây để xem, rồi study, rồi có thể trình bày cho các anh chị manager về cái những cái mà CM có thể support được cho mọi người ở trong doanh nghiệp. Còn nếu mà cần tư vấn gì thêm thì cứ chat lên group thì mọi người sẽ hỗ trợ anh. Dạ rồi. Dạ, nếu mà mọi người mà không có câu hỏi gì thêm á, thì chắc em sẽ kết thúc session của em ha. Dạ, em cảm ơn mọi người. Rồi. Rồi, cảm ơn Phà, cảm ơn okay, cảm ơn Phà, các bạn nhớ cho cái feedback để mình có thể tổng hợp. Ok, cảm ơn mọi người. Rồi, chúng ta kết thúc ở đây nha, cảm ơn mọi người. Thank you. Thank you. Bye bye. Yeah. Dạ, em cảm ơn mọi người ạ. Thank you. Bye everyone. Bye, I know. Bye.